chương 4720, khai chiến. Thời điểm Lăng Hàn đi đến khu vực chính mình chiến đấu, hắn chỉ ít thấy được ba người bị đánh chết, một người bị bêu đầu, một người bị đánh được hai nửa, người cuối cùng thảm hại hơn, bị đánh thành thịt nát. Thật đúng là huyết tinh mà tàn khốc, hắn đứng vững ở khu vực chính mình chiến đấu, mà đối thủ của hắn cũng đã đi tới, mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, đối phương lộ ra dáng vẻ lực lưỡng. Tiểu tử, người nhất định phải chết, tên nam tử áo giáp nói, thân hình hắn cao lớn hơn lang Hàn một cái đầu. Chân ngã cảnh, đệ ngũ hình, lang Hàn âm thầm gật đầu, điều này nói rõ đối phương có tiềm lực xung kích giáo chủ, đương nhiên, có tiềm lực là một chuyện, có thể trở thành giáo chủ hay không lại là một chuyện. Tới đi, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, đại hán mặc áo giáp bộc phát sát khí, sát khí tuyệt đối không phải một sớm một chiều hình thành, mà là không biết trải qua bao nhiêu lần giết chóc mới có thể tạo thành lực áp bách như vậy. Đều nói tử vong thành là sát chàng, quả nhiên không sai, hắn vừa mới tiến vào đã có thể nghiệm rõ ràng. Chết, đại hán mặc áo giáp nhảy lên, vung mạnh tấm chắn nặng nề trong tay tấn công lăng hàn. Bành, hắn đánh một kích rơi vào khoảng không, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn như một con bạo hùng lao tới chém giết lăng hàn giết. Nơi này hạn chế tốc độ thật lớn, lăng hàn hiện tại có thể phát huy ra tốc độ một phần vạn so với lúc bình thường, từ đó có thể tưởng tượng, bởi vì không gian sân bãi có hạn. Nếu mặc cho hắn phát huy, Lăng Hàn còn đánh cái dám gì nữa. Hiện tại, tốc độ mọi người giảm mạnh, giới hạn ở đó. Hắn tạm thời không có phản kích, hắn quan sát thực lực của đối thủ. Cùng lúc đó, trên khán đài có khách quý tiến lên. Diệu thiếu, thủ hạ của ngươi đã thắng 9 lần liên tiếp, lại thắng một hồi là có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, đạt được phần thưởng giá trị. Một người thanh niên nói, đối tượng hắn nói chuyện cũng là một người trẻ tuổi, thân mặc áo vàng, gương mặt đầy cao ngạo. Người trẻ tuổi áo vàng lộ ra vẻ mặt đắc ý nhưng lại cố ý phất phất tay chút lợi nhỏ mà thôi, chỉ là một khối nguyên đạo thạch bính cấp, còn không có lọt vào mắt bản thiếu. Cũng chỉ có Diệu thiếu mới đại khí như vậy, người trẻ tuổi đầu tiên cảm thán, người trẻ tuổi áo vàng cao ngạo, hắn lộ ra tâm tình rất tốt. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất. Bởi vì Lăng Hàn bắt đầu phản kích, chiến lực của Đại Hán Mặc Giáp không tầm thường, có thể bước vào đệ ngũ hình, nói rõ hắn có tiềm chất trở thành cường giả giáo chủ, nhưng lực lượng nguyên thủy chỉ đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên hơn nữa chỉ vận dụng tiên thuật bình thường, cho nên chỉ ra chỉ hai trọng thiên chiến lực. Cho nên, hắn chỉ có chiến lực nhị thập thất trọng thiên, hắn làm sao trở thành đối thủ của Lăng Hàn. Sở dĩ chậm chạp không có phản kích là bởi vì Lăng Hàn muốn xem chiến lực đệ ngũ hình sẽ gì đặc biệt hay không. Làm cho hắn thất vọng là, đối phương tới tới đi đi cũng chỉ như thế, kém xa đám bọ cạp trong đầm lầy, cũng không mạnh bằng quái điểu và yêu thụ trong rừng rậm. Lăng Hàn đã mất đi hứng thú, tùy ý xuất ra một chỉ, bành, tráng hán mặc áo giáp bị đẩy lui hắn đặt mông ngồi xuống mặt đất xương cốt trên người run rẩy hắn không thể đứng dậy trong thời gian ngắn nhận thua không lăng hàn thản nhiên nói hắn không có hứng thú giết đối thủ không cừu không oán nhìn trên đài sắc mặt người tuổi trẻ áo vàng trở nên khó coi hắn hử lạnh một tiếng cất giọng nói giết hắn nếu không ngươi chết tráng hán áo giáp nghe xong thân thể của hắn run rẩy cũng không biết hắn lấy lực lượng từ đâu đột nhiên hắn vùng lên và dùng tấm chắn tấn công lăng hàn Lăng Hàn cao mày, hắn xuất ra một quyền ngăn cản. Bành, nắm đấm trực tiếp đánh nát tấm chắn, lực quyền khuấy động bốn phương, phốc, hắn đánh vỡ đầu của Tráng Hán. Lần này thắng bại đã phân ra, Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, hắn nhìn người trẻ tuổi áo vàng. Người trẻ tuổi áo vàng nhìn Lăng Hàn, hắn cười lạnh sau đó rời ánh mắt. Hắn căn bản không đặt Lăng Hàn vào mắt, Diệu Thiếu, người trẻ tuổi bên cạnh hắn hơi xấu hổ, vừa rồi hắn còn nói đối phương anh minh thần võ, kết quả tốt rồi, lại bị người ta dùng một quyền đánh nổ đầu. Người trẻ tuổi này tên là Lưu Diệu, bản thân chỉ là sinh đan cảnh, nhưng phụ thân của hắn lại là một tên cao thủ hóa linh cảnh, là thủ hạ của Nguyên Hân Vinh một trong bảy chiến tướng dưới trương huyết nha tôn giả, bởi vậy Lưu Diệu chính là nhị thế tổ, khó tránh khỏi có phần kiêu căng. Sắc mặt Lưu Diệu khó coi, chỉ cần thủ hạ của hắn thắng một trận, hắn có thể cầm ban thưởng 10 tháng liên tiếp. Mặc dù hắn nói hời hợt nhưng một khối nguyên đạo thạch bính cấp cũng đủ cho hắn tiêu dùng mấy tháng. Hiện tại, bởi vì Lăng Hàn xuất hiện, người và vật của hắn không còn. Đi tìm hiểu một chút, tiểu tử này có lai lịch gì? Lưu Diệu phân phó, vâng, một người trẻ tuổi khác vội vàng không người rời đi, chỉ chốc lát, hắn đã trở lại. Diệu thiếu, đó là cái người mới, tên là Lăng Hàn. Bởi vì là người mới, cho nên tư liệu cũng ít đến mức đáng thương. Lưu Diệu cười lạnh, dám giết người của ta, tốt, ta sẽ cho hắn táng thân tại đây. Một người trẻ tuổi khác nhổ nước bọt, đây không phải bởi vì lệnh của ngươi hay sao bằng không lăng hàn đã sớm có ý dừng tay là ngươi nhất định muốn hai người đánh nhau sống chết đương nhiên hắn không dám nói ra khỏi miệng nhỏ giọng cẩn thận nói không phải mãnh long không qua sông người từ bên ngoài tiến đến lịch luyện phần lớn có địa vị rất lớn sợ cái gì lưu diệu trừng mắt nhìn hắn nói cho dù là đế tộc tới nơi này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói đây chính là ám vân địa ngục tử vong thành ở chỗ này do năm đại tôn giả định đoạt cái gì đế tộc cái gì thánh địa tất cả phải thành thật đúng 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 diệu thiếu nói đúng tên người trẻ tuổi kia vội vàng gật đầu không thôi đi gọi hắn tới đây lưu diệu phất phất tay tên kia người trẻ tuổi liền vội vàng gật đầu rời đi thân phận của hắn thấp chỉ có nghe nói làm việc lang hàn thắng một trận hắn xem như thành công tiến vào hắc ám xa trường về sau chỉ cần có đối thủ xứng đôi sẽ thông chi hắn tham gia hắn không có quyền cự tuyệt nhưng có thể nhận thua vào thời điểm tranh tài Hắn đang muốn rời đi, một thanh niên trẻ tuổi đi tới. "Có thể nói chuyện." Người trẻ tuổi kia nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, "Chủ tử của ngươi muốn gặp ta?" Hắn thấy rõ ràng, người này lúc trước đứng bên cạnh người trẻ tuổi áo vàng. Người trẻ tuổi hơi xấu hổ, hắn nhanh chóng tiến lên nói, "Tại Hà Cốc Tuyết Phong, bái kiến Lăng huynh." Lăng Hàn gật đầu, hiển nhiên đối phương đã được tư liệu của mình. "Được rồi, vậy chúng ta liền đi gặp được thấy một lần." Cốc Tuyết Phong kinh hỉ. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn đi trước dẫn đường, sau khi đi mấy bước, hắn quay đầu lại nói: "Không dối gạt Lăng huynh, kỳ thật tại hạ cũng chỉ tiến vào nơi này hơn 20 năm trước." Ồ, Lăng Hàn nhìn hắn một chút, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì người này có thiên phú võ đạo chẳng ra làm sao cả, tiến đến lịch luyện không có ý nghĩa lớn. Chương 4721, muốn làm gì thì làm. Cốc Tuyết Phong thở dài, tiếp tục nói: "Ta nhớ Lang Huynh tiến vào nơi này là muốn gia tăng tu vi thật nhanh. Đây cũng là nguyên nhân đại đa số người tiến vào nơi đây, nhưng ta bị kẻ thù đuổi giết, vì tránh né truy sát nên mới bị ép chạy vào nơi này. Lang Hàn gật đầu, cũng khó trách, không phải tất cả mọi người vì mạnh lên mới tiến vào ám vân địa ngục, mà là chỉ thích hợp cho võ giả thiên phú cao, người chỉ là hạng soàng xính chạy tới làm gì. Không những không mạnh lên được, chỉ sợ còn mất mạng. Cho nên, cốc tuyết phong chỉ có thể phụ thuộc dưới quyền thế và sống tạm qua loa lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn hiểu hành vi của đối phương nhưng sẽ không tán thành khi được cốc tuyết phong dẫn dắt bọn họ nhanh chóng gặp được lưu diệu lá gan không nhỏ nha người dám giết người của ta lưu diệu lạnh lùng nhìn lăng hàn hắn rõ ràng có tu vi thấp hơn lăng hàn nhưng lại vô cùng cao ngạo không có biện pháp hắn có hậu trường lăng hàn đã nghe cốc tuyết phong đề cập qua thân phận của lưu diệu nhưng chỉ là con trai của hóa linh cảnh có gì đáng tự hào giết thì như thế nào hắn hơi nhíu mày lại Lưu Diệu uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, chỉ cần bản thiếu nói một câu, có thể bảo đảm ngươi sau khi ra khỏi cửa phải chết. Trừ khi, hắn dừng một chút mới nói, sau này ngươi giúp ta đánh lôi đài, giúp ngươi đánh lôi đài, Lăng Hàn không khỏi bật cười, chiếm được nguyên đạo thạch thì sao, đương nhiên thuộc về bản thiếu. Lưu Diệu nói với vẻ mặt đương nhiên, ngươi chịu bản thiếu che chở, có thể sống đã là phúc vận ngập trời, còn muốn như thế nào? Hắn lại cười một tiếng, ngươi tuyệt đối không nên nói người ở bên ngoài châu bò và có hậu trường cứng rắn thế nào nói cho ngươi biết thứ này không dùng được tiến vào nơi này ngươi chính là thịt cá trên thớt chỉ có mặc người ta chém giết ngươi có thể hỏi cốc tuyết phong một chút nếu không có bản thiếu bảo vệ hắn đã chết bao nhiêu lần hơn nữa nơi này có thật nhiều người có ham đặc thù mê hắc hắc đến lúc đó ngươi cũng không chỉ chết đơn giản như vậy nhìn ngươi trắng như thế nói không chừng sẽ còn bị cường bạo cúc hoa sau khi chết còn bị luyện thành nhục khí cung cấp cho người ta vui đùa người xem bản thiếu có phải rất nhân từ hay không người giết người của bổn thiếu bản thiếu vẫn cho ngươi con đường sống nói xong lưu diệu cười híp mắt nhìn lăng hàn dáng vẻ hắn ăn chắc lăng hàn hắn gặp quá nhiều kẻ bên ngoài tan vỡ tại đây khi gặp áp lực sinh và tử thật sự không có bao nhiêu người kháng cự mặc ngươi là thiên kiêu khi gặp áp lực quá lớn cũng sẽ tan vỡ cốc tuyết phong nói với lăng hàn lăng huynh Diệu thiếu nói không sai, tử vong thành không có bất kỳ luật pháp gì, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Thật có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn cười nói, đúng thế, cốc tuyết phong gật đầu. Được, Lăng Hàn cười một tiếng. Lưu Diệu tùy tiện, cho rằng lần này Lăng Hàn nhận rõ hiện thực và thần phục hắn. Ba, chỉ thấy Lăng Hàn tiến lên và tát vào mặt Lưu Diệu, kinh lực rất lớn, từ đó Lưu Diệu xoay bảy vòng tại chỗ. Cốc tuyết phong lập tức há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Khốn kiếp, người hiểu cái gì? Lưu Diệu cũng ngừng xoay tròn, đầu óc của hắn choáng váng, hắn dùng tay che mặt bị đánh, hắn kêu lên đau đớn, bởi vì nửa gương mặt sưng lên rất to, chạm vào giống như bị đau cắt. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Hắn giận dữ, ba, Lăng Hàn lại tát một cái, tát nửa gương mặt còn lại của Lưu Diệu khác sưng lên, hắn cũng xoay tại chỗ. Không nhiều không ít, vẫn là bảy vòng. Cốc Tuyết Phong, Lưu Diệu ngừng thân hình lần nữa, hắn vừa sợ vừa giận. Lăng Hàn, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Lang Hàn nhèo miệng cười, chính ngươi nói rồi, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, ta mạnh hơn ngươi, ta đánh ngươi thì thế nào? Nơi này có luật pháp có thể chỉ ta sao? Ngươi, Lưu Diệu trực tiếp im lặng. ở Tử Vong Thành không có quy củ gì đáng nói, nói có luật lệ thì đó là đừng trêu chọc năm Đại Tôn giả. trừ việc đó ra, người muốn giết người thì giết người, giết một hay giết một ngàn cũng được. nhưng mà giết người không thể tiến hành trong phạm vi thế lực của năm Đại Tôn giả ví dụ như Lăng Hàn ở lại tinh vũ khách sạn, hắn sẽ ở trong lãnh địa của xích nguyệt tôn giả, nếu ai dám đụng, như vậy tương đương khiêu khích xích nguyệt tôn giả, người chờ chết đi. Lưu Diệu là ai, nhưng hắn là người của huyết nha tôn giả, người cũng dám trêu chọc. Lăng Hàn vỗ vỗ chán Lưu Diệu, cho nên ngươi thành thật một chút, không thì ta sẽ giết ngươi. Thời điểm hắn nói ra chữ giết, sát ý của hắn lưu truyền, uy nghiêm đáng sợ tận xương. Lưu Diệu đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hắn có loại cảm giác, nếu mình lúc này dám sinh ra chút định ý nào, Lăng Hàn thực sự dám giết hắn. Nhìn thấy hắn gật đầu như gà con mổ thóc, Lăng Hàn hài lòng cười một tiếng và quay người rời đi. Chờ bóng dáng Lăng Hàn biến mất hoàn toàn, Lưu Diệu mới đặt mông ngồi xuống, hắn cảm thấy nội y hoàn toàn ướt đẫm, tóc cũng dinh dính, giống như mới vớt từ trong nước ra ngoài. Hắn há miệng thở dốc, vừa rồi hắn dọa sợ hãi không dám hô hấp, nếu không phải hắn đã bước vào tiên đồ, chẳng phải hắn sẽ bị nín chết. Sau đó, Lúc hắn khôi phục lại thần trí, sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được. Khốn kiếp, có người dám uy hiếp hắn, bản thiếu muốn người chết, chết. Hắn gầm lên, hai mắt phun lửa, diệu thiếu, cốc tuyết phong ở một bên yếu ớt nói. Mã hắn chính là tay chân số một của ngài, ngay cả hắn cũng chết trong tay của lăng hàn, trong chân ngã cảnh không có người nào trị được lăng hàn. Gương mặt lưu diệu đầy cứng đờ, hắn chỉ là con trai của hóa linh cảnh, mặc dù dựa thế thu mấy chân ngã cảnh làm thủ hạ, nhưng cũng giới hạn ở đây, không có khả năng bảo hóa linh chân quân nghe lệnh của hắn. Nhưng Lăng Hàn mạnh đến mức một quyền đánh chết mã hán, thực lực như vậy có bao nhiêu chân ngã cảnh có thể ngang hàng. Cho nên, muốn giết Lăng Hàn, nhất định phải xuất động hóa linh chân quân, nhưng hóa linh chân quân sẽ mặc kệ cho hắn điều động. Có rồi, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh, chính mình điều động không được hóa linh chân quân, nhưng nhị thế tổ khác lại có thể, hắn chỉ cần có thể mời được nhị thế tổ như thế là được rồi. Tốt, sau khi Lăng Hàn ra khỏi hắc ám xa trường, hắn du đãng trong thành, ngược lại chỉ cần trở về khách sạn trước nửa đêm là đủ. Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn đương nhiên không có khả năng đi dạo khắp tòa thành, nhưng hắn đi gần nửa ngày lại không phát hiện nơi bán đan dược và giao dịch tài liệu. Từ đó có thể tưởng tượng, bởi vì người tiến vào người nơi này bình thường là bị lưu vong, đương nhiên rất không có khả năng có đan sư ở đây đan sư, còn không bằng nhốt trong thế lực của mình, bắt hắn luyện đan bồi thường. Người chủ động tiến vào nơi này đều là thiên tài võ đạo, vì cấp tốc mạnh lên, cho nên trong đó không có đan sư. Nhìn như vậy ta bán đan dược ở chỗ này, có thể rất có tiền đồ hay không? Lăng Hàn thì thào, ánh mắt hắn sáng lên. Chương 4722, thu hoạch nguyên đạo thạch. Trước khi tiến vào Ám Vân Địa Ngục, Lăng Hàn đã mua lượng lớn dược liệu, làm một tên đan sư, đương nhiên ở thời khắc nào cũng phải chuẩn bị phát huy sở trường của mình. Hắn quyết định luyện trợ đan dược giúp mộ đạo, ở chỗ này thuốc chữa thương khẳng định không có tiền đồ gì lý do rất đơn giản xảy ra chiến đấu ở chỗ này hoặc là chết hoặc là trọng thương người chết đương nhiên không cần thuốc trị thương mà trọng thương căn bản là gãy tay gãy chân chỉ có đại dược thánh cấp mới có thể trợ giúp đoạn chi trọng sinh điểm ấy lăng hàn không giúp được cho nên thuốc trị thương thì quên đi tăng lên tu vi nguyên đạo thạch nơi này chính là thánh phẩm tu luyện tốt nhất không thì mọi người chạy tới nơi này làm gì cho nên chỉ có thể bán đan dược trợ giúp ngộ đạo Ngươi tăng cảnh giới lên cũng không có lĩnh ngộ đạo tắc tương ứng, như vậy tu vi sẽ bị kẹt lại, không cách nào lại tăng lên mảy may, nếu cưỡng ép đột phá sẽ làm thân thể nổ tung. Cảnh giới không hợp với tâm cảnh thì cực nguy hiểm, cho nên, loại đan dược này bán rất chạy, dù sao người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều có nguyên đạo thạch gia tốc tăng lên tu vi. Nói làm liền làm, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, ngày thứ hai, hắn không có nhận được hắc ám xa trường thông chi xuất chiến, hắn đi ra cửa bầy quầy bán hàng quầy hàng bày ra bên ngoài hắc ám xa trường nhiều người ở đây hơn nữa không thiếu nhân vật có tiền hắn không thiếu đạo thạch tự nhiên chỉ lấy nguyên đạo thạch bên trong tử vong thành bên không có đan sư đan dược cũng có nhưng đều là kẻ bên ngoài tùy thân mang vào tự nhiên có số lượng hạn chế bởi vậy lăng hàn bày quầy bán hàng lập tức bị nhiều người vây xem chỉ khi nghe lăng hàn nói chỉ lấy nguyên đạo thạch lập tức có nhiều người lắc đầu rời đi nguyên đạo thạch quá chân quý ai cam lòng mang ra hơn nữa thuốc của Lăng Hàn là thật hay giả còn không nhất định, ở trong tử vong thành này, quy củ duy nhất chính là không có quy củ, hãm hại lừa gạt giết người là quá bình thường. Nếu như Lăng Hàn bán thuốc giả, đến lúc đó hắn chạy đi, bọn họ đi tìm ai kêu oan. Bởi vậy, ngày đầu tiên chỉ có người vây xem, không có người xuất thủ. Lăng Hàn cũng không có để ý, một ngày trôi qua, hắn nhận được hắc ám sa trường thông chi, hôm nay có tranh tài. Hắn ra sân tranh tài, cũng dễ dàng lấy được thắng lợi, hôm nay vận khí không tệ, hắn có hai trận đấu ba lần thắng chẳng những hắn kiếm được một khối nguyên đạo thạch hắn cũng có được chút thanh danh thời điểm bày quầy bán hàng ở ra ngoài cuối cùng đã có người dám nếm thử dùng nguyên đạo thạch lớn như ngón út mua đi ba viên đan dược lang hàn thu quán về khách sạn sau đó hắn cầm hai khối nguyên đạo thạch nghiên cứu nhìn từ bề ngoài kỳ thật nguyên đạo thạch rất bình thường phía trên có thêm vài đường vân huyết sắc giống như đã từng có máu tươi chảy xuôi nhìn bên ngoài một lúc lang hàn cầm nguyên đạo thạch và bắt đầu tu luyện hai khối nguyên đạo thạch bị luyện hóa phân biệt hóa thành bụi cảnh giới của lăng hàn tiến thêm một đoạn ngân thai thứ sáu đã hoàn thành một phần ba cách làm khác với tiến hóa quả nhưng hiệu quả giống nhau tới mức kỳ diệu đều có thể xúc tiến chân ngã tăng lên nhưng tiến hóa quả còn có thể trợ giúp đánh vỡ cực hạn nguyên đạo thạch cũng chỉ ra tốc quá trình hình thành chân ngã chân ngã chính là đạo tắc ngưng tụ cho nên nguyên đạo thạch có thể giúp chân ngã tiến hóa nói rõ bản thân có được đạo tắc tạo thành đương nhiên còn có rất nhiều đồ vật phức tạp nhưng mà Nguyên đạo thạch còn có một tệ nạn, cắt giảm thọ nguyên, lấy nguyên đạo thạch tăng lên nhanh chóng sẽ tiêu hao một bộ phận sinh mệnh tinh khí, số lượng không nhiều, so với gia tăng tu vi, người khác không đặt chút thọ nguyên này vào trong mắt. Theo ta suy tính, nếu như sử dụng nguyên đạo thạch tăng lên tới đệ tam hình đỉnh phong, mệnh tinh khí bị tiêu hao sinh sẽ giảm bớt 200 năm thọ nguyên của ta. Con số này quá khéo, nếu như Lăng Hàn không có đan dược, hoàn toàn tự mình tu luyện, hắn tu đến đệ tam hình đỉnh phong cũng cần thời gian 200 năm. Chẳng khác gì đang nói, nguyên đạo thạch đơn giản hóa quá trình tu luyện nhưng cái giá phải trả lại tương đương. Từ điểm đó mà nói, nguyên đạo thạch tương đương với trao đổi đồng giá. Mặc kệ, ta hiện tại cần chính là thực lực, hao tổn chút sinh mệnh như thế, ta vẫn chịu được. Ngày thứ hai, Lăng Hàn tiếp tục đi bầy quầy bán hàng. Lần lượt có người hỏi giá, nhưng chỉ có người hỏi, không có người thực sự xuất thủ. Thậm chí, còn có người trực tiếp ép Lăng Hàn giao ra đan dược, dáng vẻ ta có hậu trường, người không giao cho ta, ta sẽ phái người lấy mạng của ngươi. Đối với loại người này, đương nhiên Lăng Hàn không cần khách khí, trực tiếp đánh đi. Lăng Hàn cực kỳ nhàm chán, hắn cầm cái mũ rơm che trên mặt, cũng dựa vào góc tường chọp mắt. Một lúc sau, có tiếng bước chân tới và đứng trước gian hàng của hắn. Lăng Hàn không có mở mắt, hắn đã nói quá nhiều rồi, cũng đã lười nói. Hắn không chút nào lo lắng có người trộm dược, bởi vì hắn đã đánh quá nhiều, hẳn không tin còn có người muốn bị đánh. Người có tứ dương đan hay không? Giọng nói nam tử vang lên, âm thanh trong sáng nên tương đối trẻ tuổi. a à, Lăng Hàn mở mắt ra, hắn cầm mũ rơm xuống, tứ dương đan cũng không phải đan dược trợ giúp ngộ đạo, mà là ôn dưỡng thân thể. Ở trong tử vong thành này có người muốn mua tứ dương đan. Đứng trước quầy hàng của hắn là một người trẻ tuổi khoảng 25 tuổi, dáng người thon gầy, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tóc đen xóa vai, sợi tóc mơ hồ phát sáng, hắn có tư thái siêu quần. Không có, Lăng Hàn lắc đầu, người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà ta biết luyện, Lăng Hàn lại nói một câu, xoát, người tuổi trẻ kia lập tức xoay người lại, gương mặt hắn đầy vui mừng. Thật chứ, ân, Lăng Hàn gật đầu, tứ dương đan là đan dược ngũ tinh, hắn luyện chế không quá dễ dàng. Tốt, vậy phiền phức người luyện chế giúp ta, người trẻ tuổi nói, trước tiên giao đặt cọc, vật liệu ta sẽ đi chuẩn bị. Lăng Hàn nói, thời gian ba ngày tới đây lấy đan dược người tuổi trẻ kia do dự nếu lăng hàn thu tiền đặt cọc chạy đi thì sao nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã móc ra một khối nguyên đạo thạch ném qua ta tên là nguyên binh nếu ngươi dám gạt ta hừ khối nguyên đạo thạch này cỡ ngón tay lăng hàn thu vào cười nói yên tâm kỳ thật hắn có thể luyện chế ngay hiện tại nhưng không cần thiết cao điệu như vậy đúng hay không tốt nhất là như thế nguyên binh gật đầu nếu ngươi có thể luyện ra tứ dương đan ta sẽ kết giao bằng hữu với ngươi Tốt, Lăng Hàn thuận miệng nói, hắn cũng không thèm để ý, với thiên phú và thực lực của hắn, còn cần người khác giúp đỡ hay sao? Nguyên Binh hơi kinh ngạc, hắn đã báo ra tên của mình, tại sao Lăng Hàn không có kinh ngạc? Chẳng lẽ, hắn không biết mình thân phận, hắn trầm ngâm một lần, quay người rời đi, liền chờ ba ngày, chương 4723, bàn lộng thị phi. Nguyên Phủ, Nguyên Hân Vinh là một trong bảy chiến tướng của huyết nha tôn giả, có thể nói là đại nhân vật, bản thân hắn là cấp giáo chủ, thực lực cường đại lưu diệu đang ở cửa ra vào hắn nói với một tên thủ vệ hôm nay binh thiếu có ở đây hay không hôm nay tâm tình binh thiếu tốt hơn một chút thủ vệ kia gật đầu cũng nhận lấy đạo thạch của lưu diệu đưa tới vậy phiền phức ngươi thông báo giúp ta một chút lưu diệu mười phần khách khí được thủ vệ kia đi vào chỉ chốc lát hắn đã trở lại nói binh thiếu cho mời lưu diệu vội vàng vào cửa được tên thủ vệ dẫn dắt hắn đi tới một gian thư phòng một người thanh niên đang tựa vào bàn vẽ, ở dưới ngòi bút của hắn, một bức tranh mặt trời mọc trên biển chưa hoàn thành. Lưu Diệu không có lên tiếng, hắn phát tay bảo thủ vệ rời đi, hắn yên tĩnh chờ đợi. Nếu như Lăng Hàn ở đây thì hắn sẽ nhận ra, người trẻ tuổi này chính là nguyên binh mua tứ dương đan của hắn. Chỉ một chút thời gian, nguyên binh thu bút, hỏa tác đã thành, Diệu, 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 Lưu Diệu lập tức vỗ tay tiến lên. Binh thiếu, trình độ họa nghệ của ngài tốt hơn rất nhiều, nhìn xem ý cảnh này, chật chật chật, thật sự làm người ta sợ hãi thán phục. Nguyên binh chỉ cười, nhưng trên mặt lại mang theo đắc ý, hiển nhiên lưu diệu vỗ mông ngựa làm hắn sảng khoái. Binh thiếu, bệnh trạng của ngươi thế nào? Lưu diệu hỏi, hắn tự nhiên biết rõ, thể chất mẫu thân của nguyên binh gần đây yếu ớt, nếu đặt ở bên ngoài thì không phải việc lớn, tự nhiên có dược vật có thể trị, nhưng đây là ám vân địa ngục, chỉ có giết chóc, đặc sản duy nhất cũng chỉ là nguyên đạo thạch, ở đâu ra thuốc bổ. Nguyên binh trầm ngâm một lúc, nói, nếu tất cả thuận lợi, ba ngày sau, gia mẫu sẽ không cần bị bệnh tật quấy nhiễu. Chúc mừng binh thiếu, chúc mừng binh thiếu, đây là niềm vui to lớn. Lưu Diệu vội vàng nói, nguyên binh chính là hiếu tử, cho nên kết giao với đối phương sẽ được lợi. Binh thiếu dùng hiếu tâm cảm động thiên địa, cuối cùng xuất hiện kỳ tích. Nguyên binh cười ha ha, khoát tay nói, không phải công lao của ta, mà là gia mẫu nhân từ, bình thường không dẫm chết một con kiến, là mẫu thân cảm động thiên địa nên đưa tới cứu binh. Lưu Diệu vội vàng phụ họa, "Ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì thì chính là cái gì." Sau khi vỗ mông ngựa nửa ngày, Nguyên Bình cười nhẹ và nói, "Tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể đến thăm binh thiếu sao?" Lưu Diệu cười nói, nhưng hắn lập tức đổi đề tài. "Binh thiếu, chuyện này ta thật không nghĩ tới tìm ngươi giúp, nhưng ai bảo ta chỉ có ngươi là lão đại, ngươi không ra mặt cho ta, ta thật sự không có chỗ để kêu oan." Tâm tình của Nguyên Bình hiện tại rất tốt, hắn gật đầu nói, "Nói gặp được phiền toái gì binh thiếu ta có một tên thủ hạ mấy ngày trước bị người ta đánh chết bên trong hắc ám xa trường lưu diệu nói nhưng đánh chết trên lôi đài chỉ là chuyện bình thường nhưng người mới kia cực kỳ phách lối thắng thì thắng thế mà hắn chạy tới trước mặt ta kiêu ngạo nói ta phế vật cho nên thủ hạ cũng là phế vật thậm chí thậm chí cái gì nguyên binh hỏi thậm chí hắn còn nói ta là phế vật lão đại của ta khẳng định cũng là phế vật lưu diệu hoàn toàn bóp méo sự thật hắn cáo trạng với nguyên binh quả nhiên nguyên binh hừ một tiếng nói a à, hắn thật sự to gan lớn mật như vậy binh thiếu hắn chính là người mới ở bên ngoài có chút danh tiếng cho nên chạy đến nơi này không thu liếm ngài cũng không cần chấp nhận với hắn lưu diệu ngược lại khuyên nhủ nguyên binh cười lạnh hai tiếng chấp nhận cái gì hừ người kia ở đâu ta muốn đi gặp một chút lưu diệu nở nụ cười đắc ý hắn đã có thể rời nguyên binh đi ra lăng hàn tự nhiên chỉ có một con đường chết dám đánh ta chết sau khi lăng hàn trở về luyện chế tứ dương đan hắn là đan đạo đế vương cho nên việc này chỉ là chút lòng thành ngày thứ hai hắn thu được hắc ám xa trường thông chi hắn lại có tranh tài xuất động hắn chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi tự nhiên hắn cũng thu hoạch một thắng thời điểm hắn định rời đi nhưng lại thấy được cốc tuyết phong thiếu ra nhà ta mời ngươi tới cốc tuyết phong nói lăng hàn cười cười tên ngu ngốc kia còn chưa tiếp nhận giáo huấn hay sao cốc tuyết phong lắc đầu lúc này diệu thiếu mời giúp đỡ phải không lang hàn cười một tiếng tốt ta muốn xem hắn mời người nào lần này hắn muốn đánh lưu diệu chịu phục tránh sau này cứ nghe chó sủa cốc tuyết phong dẫn đường phía trước bọn họ nhanh chóng đi tới một gian phòng a à, thăng cấp trước đó lưu diệu chỉ ngồi tại khu vực khách quý nhưng hắn còn chưa tới cấp độ có gian phòng cốc tuyết phong gõ cửa chờ bên trong cho vào thì hắn lúc này mới đẩy cửa ra lang hàn cất bước đi vào ánh mắt quét qua Gương mặt hắn đầy cổ quái. Thế giới này cũng quá nhỏ, Lưu Diệu mời ra cứu binh chính là Nguyên binh. Ha ha, trên mặt hắn nở nụ cười, bởi vì có trò hay để xem. Nguyên binh cũng ngẩn ra, hắn không nghĩ tới người sắp bị trấn áp là Lăng Hàn, đây là người duy nhất cứu được mẫu thân của hắn. Nói giỡn, đối với hiếu tử như hắn, tha rằng mình bị lừa cũng muốn đặt việc cứu mẫu thân lên đầu. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn biến thành âm trầm. Lưu Diệu nào biết nhiều như thế chỉ cho rằng sắc mặt của nguyên binh đang nhắm vào lăng hàn dù sao hắn đã bàn lộng thị phi nói lăng hàn mắng nguyên binh là phế vật hắn lập tức mở miệng ác nhân cáo trạng trước lăng hàn người dám nhục mạ binh thiếu là phế vật hiện tại binh thiếu tới người có muốn phủ nhận hay không lời này rất độc nếu như lăng hàn lắc đầu như vậy tương đương là thừa nhận lưu diệu lên án trước đó hắn thật sự nhục mạ qua nguyên binh nhưng nếu hắn gật đầu vậy thì càng thừa nhận hắn từng nói thế thế nào đứng trước mặt binh thiếu nên sợ rồi sao lưu diệu tiếp tục thêm mắm thêm muối không phải lá gan của ngươi lớn lắm sao lăng hàn chỉ yên tĩnh nhìn hắn biểu diễn như tên hề nói chuyện đi tại sao không nói chuyện lưu diệu cười lạnh hắn không thể điều động cao thủ hóa linh cảnh nhưng nguyên binh có thể cho nên lăng hàn sẽ biến thành thi thể ngươi muốn ta nói cái gì lăng hàn thản nhiên nói quỳ xuống lưu diệu uy nghiêm đáng sợ nói lăng hàn cười một tiếng hắn nói với nguyên binh ta thật quỳ xuống sao a à, đây là tình huống như thế nào đột nhiên Lưu Diệu có cảm giác không thể khống chế, tại sao hắn có cảm giác Lăng Hàn quen biết với Nguyên Binh. Nhưng làm sao có thể chứ, Lăng Hàn chỉ là người mới tiến vào nơi này, mà Nguyên Binh chính là công tử của đại năng giáo chủ, tranh lệch giữa hai người có thể nói là như trời cùng đất, cho nên hai người này không có khả năng quen biết nhau. Nguyên Binh nhìn về phía Lưu Diệu, thản nhiên nói, quỳ xuống, cái gì, chương 4724, đập chân của mình. Lưu Diệu ngây người, Mặc dù trước đó hắn có chút cảm giác tình thế mất khống chế, nhưng cũng không đến mức đến tình trạng như vậy. Quỳ xuống, ta, hả, ánh mắt nguyên binh lạnh lẽo, thản nhiên nói. Thế nào, người nghe không hiểu sao? Lưu Diệu lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ngượng ngùng nhìn nguyên binh. Binh thiếu, ngài đang nói đùa sao? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang nói đùa với ngươi? Nguyên binh nói, quỳ xuống, hắn lên giọng, trong mắt hiếu tử như hắn, Lăng Hàn chính là người duy nhất cứu được mẫu thân của hắn, đương nhiên còn trọng yếu hơn lưu diệu gấp một vạn lần, một trăm triệu lần, nếu như xác định có thể cứu mẫu thân, hắn cũng không tiếc quỳ xuống. Lưu diệu, chỉ là hồ bằng cầu hiếu, điểm ấy hắn rất rõ ràng. Lưu diệu rất ủy khuất, hắn càng không cam lòng, dựa vào cái gì, nguyên binh là hắn mời tới cứu binh, nhưng bây giờ cứu binh lại đối phó mình, đây là chuyện gì, nâng đá nện chân của mình sao? Cốc tuyết phong đứng bên cạnh mà ngây người, kẻ bên ngoài này cũng quá trâu bò, mới tiến vào mấy ngày đã áp đảo lưu diệu, so sánh với nhau, hắn lăn lộn hai mươi mấy năm cũng chỉ là con chó hèn mọn, tranh lệch lớn cỡ nào. Lưu Diệu hiện tại muốn làm nhất chính là nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn không dám, phụ thân của hắn là một thủ hạ của phụ thân Nguyên Binh, đến cấp độ hóa linh cảnh này, có thể nói trọng yếu, cũng có thể nói không trọng yếu, hoàn toàn có thể thay thế. Cho nên, nếu thật sự chọc giận Nguyên Binh, đừng nói hắn, cho dù là phụ thân hắn cũng không may. Đến lúc kia, chỉ sợ không cần Nguyên Binh xuất thủ, phụ thân hắn sẽ binh pháp bất vị thân trước tiên. Ba, hai chân lưu diệu mềm nhún hắn quỳ trên mặt đất. Tự đánh một trăm cái bạt tai, nguyên binh từ tốn nói, lưu diệu quỳ đã quỳ, nói rõ sức chống cự của hắn đã chết, lập tức giơ tay phải lên tát vào mặt mình. Ba ba ba, một hai ba bốn, nguyên binh cười với lăng hàn, nâng chén trà lên, nói. Ta lấy trà thay rượu xin lỗi cho tên tiểu đệ này. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng rõ ràng, Nguyên Bình hiện tại xem trọng hắn là bởi vì muốn tứ dương đan, nhưng nếu hắn không lấy ra được tứ dương đan, tin tưởng Nguyên Bình sẽ hoàn trả gấp bội lệ người của mình. Đối với điểm này, Lăng Hàn không thèm để ý. Trên thực tế, hắn đã luyện xong đan dược, nhưng đã nói ba ngày sau đó lấy đan, vậy thì phải ba ngày sau đi, ở năng lực đan đạo của mình, hắn phải khiêm tốn một chút, nơi này không có đan sư, nếu người ta biết hắn có thể luyện ra đan dược cấp bậc tôn giả, nói không chừng sẽ có tôn giả ra tay với hắn. Tới đây, hắn chỉ muốn gia tăng tu vi, cũng không phải nghĩ cả đời ở đây. Cáo từ, Lăng Hàn quay người rời đi, Nguyên Binh nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu, nói, đây là bằng hữu của ta, người còn dám có chút ác ý với hắn, ta giết ngươi. Lưu Diệu run rẩy, nhưng hắn vẫn không dừng tát vào mặt mình, vào lúc này nội tâm của hắn đầy hận ý, là hận Lăng Hàn, cũng có hận Nguyên Binh, đáng tiếc hắn không dám biểu lộ ra ngoài. Thời gian hai ngày qua đi, Lăng Hàn lại đánh mấy trận tranh tài, hắn dùng ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, mà nguyên binh cũng đã nhận được tứ dương đan tạm thời không có nghe nói cái gì một thời gian sau đó nguyên binh đi tới khách sạn tới tìm hắn còn mang đến lượng lớn lễ vật đa tạ lăng huynh gia mẫu đã có chuyển biến tốt đẹp hắn vui mừng hớn hở lăng hàn cho đối phương đan dược thế mới biết được đan dược này là cho mẫu thân của nguyên binh ăn đối với hiếu tử lăng hàn rất tôn trọng hắn cười nói vậy là tốt rồi một chút tâm ý nguyên binh đẩy lễ vật tới trước mặt lăng hàn lăng hàn lắc đầu Ngươi cho ta nguyên đạo thạch, ta cho ngươi tứ dương đan, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không tồn tại cảm tạ và không cảm tạ. Không không không, ngươi chỉ hoàn thành việc làm ăn, nhưng đối với ta mà nói, ý nghĩa đã khác nhiều. Nguyên binh kiên trì, Lăng Hàn không lay chuyển được hắn, đành phải thu lễ vật. Nguyên binh tha thiết mời, mời Lăng Hàn đến phủ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn đáp ứng đi với đối phương. Hắn rất có hứng thú với tử vong thành, hắn cũng muốn biết nguyên đạo thạch đến từ đâu. Đây cũng là khoáng thạch, nhưng nó khai thác ở nơi nào đương nhiên lăng hàn sẽ không trông cậy vào nguyên binh giúp hắn đi trộm hắn chỉ cần một chút manh mối mà thôi đối với bên ngoài nguyên binh vô cùng ước mơ nhưng nơi này chỉ có tôn giả mới có thể phá vỡ lực hút lỗ đen rời đi cho nên nguyên binh tự nhiên cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi nhưng nghe lăng hàn nói chuyện bên ngoài hắn càng hướng tới không gì sánh bằng lăng hàn nói bóng nói gió nhưng nguyên binh hoàn toàn không biết vị trí mỏ nguyên đạo thạch theo hắn nói chỉ có năm đại tôn giả biết rõ Đương nhiên Lăng Hàn không tin, nếu đã có mỏ thì phải có người đào mỏ, chẳng lẽ không cần nhân thủ? Chẳng lẽ tôn giả tự mình đi đào mỏ sao? Hiển nhiên không thể nào, nhưng mà, những tôn giả này giữ bí mật rất tốt, cho dù nhị thế tổ như Nguyên Binh cũng không biết chút manh mối nào. Lăng Hàn cũng không nghĩ dựa vào Nguyên Binh, hắn như thường lệ chiến đấu trong hắc ám xa trường, rất nhanh, hắn thắng 10 trận, cầm được ban thưởng ngoài danh ngạch, kế tiếp, hắn lại đạt được 20 trận thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp khi hắn thắng liên tiếp mở rộng sinh ý đan dược của hắn cũng càng thịnh vượng thu nhập nguyên đạo thạch càng nhanh bốn tháng sau hắn đã chuyển hóa chín thạch thai thành ngân thai hắn tạm thời ngưng chiến bắt đầu điều chỉnh trạng thái xung kích chân ngã đệ tứ hình kim thai những ngày qua hắn liên tục chiến đấu cho nên mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh nhưng tâm cảnh và cảm mộ hoàn toàn không theo kịp bởi vậy hắn chỉ điều chỉnh nửa tháng và bắt đầu xung kích đệ tứ hình bên cạnh hắn có đầy dược liệu và đạo thạch đột phá cần năng lượng to lớn, không thể toàn bộ nhờ vào chính mình cung cấp, lúc đó sẽ giúp sinh mệnh tinh hoa và ảnh hưởng tới thọ nguyên. Hắn bắt đầu sung kích, vẫn sử dụng hủy diệt chân ngã làm tiên phong, nó là cái đầu tiên tiến hóa thành kim thai. Âm âm, trong cơ thể của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo tắc ngưng tụ ra trì lên hủy diệt chân ngã, ngân thai tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Quá trình này như xe nhẹ đường quen, mặc dù mỗi một lần tiến hóa hơi có khác nhau nhưng bản chất lại giống nhau. Ba ngày sau đó, trong thức hải lăng hàn, hủy diệt chân ngã tỏa ra kim quang óng ánh như kim thân Bồ Tát. Chân ngã đệ tứ hình, thành, lăng hàn cười ha ha, hắn vươn người đứng dậy, sở dĩ dùng thời gian ba ngày là vì hắn chẳng những đẩy bí lực lên đệ tứ hình, thể thuật cũng không giảm xuống, cũng duy trì tiến bộ. Lực lượng nguyên thủy tam thập ngũ trọng thiên, cả hai kết hợp lại đạt tới tứ thập trọng thiên. Kể từ đó, lại vận chuyển đế thuật, chiến lược cao nhất của lăng hàn có thể đạt ngũ thập nhất trọng thiên. Việc này rất trâu bò, hoàn toàn có thể đè ép rất nhiều đế tử đệ ngũ hình. Lăng Hàn xuất quan, hắn lại đi hắc ám xa trường, hủy bỏ trạng thái miễn chiến lúc trước. Nhưng hắn lại là ngoài ý muốn đạt được một tin tức, trong thời gian hắn bế quan, hắc ám xa trường xuất hiện một mãnh nhân, đồng thời cũng là chân ngã cảnh, hắn quét ngang vô địch, còn bộc lộ xu thế áp chế Lăng Hàn. Người này tên là Lâm Vân, chương 4725, có ta không có hắn. Lâm Vân, hỏa vân đế tộc Lâm Vân, Thế hệ Bạch Ngân, tại sao hắn tới nơi này? Theo lý mà nói, đế tộc có được tài nguyên hùng hậu nhất thiên hạ, mà đế tử lại là đối tượng đế tộc dùng hết toàn lực bồi dưỡng, cần chạy tới ám vân địa ngục hay sao? Ân, tài nguyên đế tộc đều có khuynh hướng cho thế hệ Hoàng Kim, cho nên, dù cho thế hệ Bạch Ngân đạt được đế tộc bồi dưỡng cũng không có khả năng so sánh với thế hệ Hoàng Kim. Bởi vậy, Lâm Vân muốn tranh đoạt đế vị, hắn khẳng định không thể đi con đường bình thường, nếu không, hắn vĩnh viễn không có khả năng vượt qua thế hệ Hoàng Kim lăng hàn tươi cười nếu ở chỗ này gặp được lâm vân như vậy đây là ý trời hắn chờ mong gặp được đối thủ như vậy trên hắc ám sa trường từ đó tự tay giải quyết tỷ lệ này rất lớn bởi vì hắn và lăng hàn đều có thể quét ngang cùng giai vô địch cho nên bọn họ không bao lâu sẽ chạm mặt nhau nhưng mà hắn không can thiệp vào việc hắc ám sa trường bài binh bố trận cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi biết được hắn xuất quan nguyên binh lập tức phái người mời hắn tới mẫu thân của hắn đã khỏi hẳn, cho nên, hắn dự định tổ chức yến hội chúc mừng, Lăng Hàn có thể nói nói là ân nhân cứu mạng của mẫu thân hắn, không có Lăng Hàn thì sao được. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn quyết định tham gia, yến hội quyết định vào hai ngày sau đó, Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, như cụ bán đan dược, đánh lôi đài, đáng tiếc hắn từ đầu tới cuối không gặp được Lâm Vân. Hai ngày qua đi, trạng vạng tối hôm nay, Lăng Hàn xuất phát đi tới Nguyên Gia. Trước đó hắn đã đi qua một lần, tự nhiên xe nhẹ đường quen hắn nhanh chóng đi tới nơi cần tới thủ vệ cửa ra vào đã sớm đạt được thông chi nhìn thấy hắn tới nên nhiệt tình mời hắn vào trong lang hàn đi vào đại sảnh tổ chức yến hội nơi này có không ít người nhưng hắn rất ít người quen cũng chỉ có một lưu diệu lưu diệu cũng phát hiện hắn trong ánh mắt còn lộ ra hung quang nhưng cũng không dám nhìn nhiều hắn lập tức cúi đầu xuống a à, tạc tâm chưa chết lang hàn suy nghĩ có nên xử lý ra hỏa này hay không đúng lúc này lại có hai người tiến vào trong đại sảnh. Đều là người trẻ tuổi, một người trong đó tỏa ra khí chất phấn chấn, sau lưng phun trào tinh vân, thể hiện ra dị tượng đáng sợ. Lâm Vân, Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại gặp thế hệ Bạch Ngân tại nơi này. Lâm Vân ánh mắt tự nhiên cũng lập tức quét đến Lăng Hàn trên người, hắn không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh, không che giấu chút nào lộ ra sát ý. Hai người này như thế đối mặt, không gì sánh được dễ thấy, để trong phòng khách người đều là nhìn lại. A, à, đây không phải hai người nổi danh nhất hắc ám xa trường hay sao ha ha các vị đa tả quang lâm chỉ thấy nguyên binh cất bước đi tới hắn cười tươi như hoa binh thiếu binh thiếu đám người đều kêu lên các trưởng bối đám người nơi đây đều phụ thuộc vào nguyên gia cho nên bọn họ tự nhiên cũng dán lên nhãn hiệu của nguyên gia trở thành tiểu đệ của nguyên binh tới 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 ngồi nguyên binh lộ ra nét mặt vui vẻ mọi người đều ngồi xuống nguyên binh cũng mời lăng hàn đi lên ngồi chung chủ vị với hắn hiển nhiên đây là vinh dự cao nhất mọi người kinh ngạc không nghĩ tới nguyên binh lại xem trọng lăng hàn đừng quản đám người lăng hàn ở ngoài phong quang thế nào nhưng tới nơi này tất cả đều bắt đầu từ con số không cho nên nguyên binh coi trọng một kẻ bên ngoài như thế tự nhiên cũng làm bọn họ kinh ngạc nhưng đây là chuyện của nguyên binh ai dám nói cái gì chứ qua ba lần rượu mọi người cũng nói nhiều hơn binh thiếu ta giới thiệu cho ngươi một vị khách nhân tôn quý lúc này một người thanh niên đứng lên nói với Nguyên Binh. Người này chính là người đi cùng với Lâm Vân. Nguyên Binh đang cao hứng, hắn gật đầu, nói. Tốt, người trẻ tuổi kia chỉ vào Lâm Vân, nói. Vị này là Lâm Vân Lâm Huynh, đến từ Hỏa Vân Đế Tộc, hơn nữa còn là Đế Tử. T, lập tức người bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đừng tưởng rằng nơi này là ám vân địa ngục thì sẽ ngăn cách, sai, tất cả mọi người nơi này đều tiến vào từ bên ngoài, hoặc là con cháu của người bên ngoài, hơn nữa hàng năm đều có lượng lớn người tiến vào, cho nên bọn họ tự nhiên biết tình huống bên ngoài chỉ có tin tức phản hồi chậm mà thôi. nhưng mà đế tộc cao cao tại thượng cử thế vô địch, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. hiện tại một vị đế tử giá lâm tự nhiên sẽ làm cho người ta chấn kinh. nguyên binh lập tức cười nói, thì ra là lâm đế tử, thất kính thất kính. lâm vân chỉ cười một tiếng, hắn lộ ra thần thái cao ngạo, hắn thấy chỉ là thế lực cấp giáo chủ yếu ớt. Ở trước mặt đế tộc hoàn toàn giống như sâu kiến, hiện tại thế lực đế tộc không thể chạm tới đây, cho nên hắn mới tự hạ thân phận tới đây. Nếu không, thế lực giáo chủ cũng nghĩ mời được hắn. Cho cười, cho dù đại năng giáo chủ tự thân xuất mã, hắn có cho mặt mũi hay không cũng phải xem tâm tình. Lưu Diệu nhìn vào trong mắt, trong nội tâm sinh ra hy vọng. Hiển nhiên Lâm Vân bất hòa với Lăng Hàn, hơn nữa người ta còn là đế tử, phân lượng khẳng định nặng hơn Lăng Hàn, cho nên nguyên binh lựa chọn đơn giản hơn nhiều đến lúc đó hắn đều không cần động thủ lâm vân khẳng định sẽ đánh với lăng hàn một trận nguyên binh có vẻ khó chịu ở ám vân địa ngục hắn là nhị thế tổ con cháu của năm đại tôn giả bình thường ai dám dùng ánh mắt như thế nhìn hắn ngươi không phải là đế tử sao đế tộc không thể duỗi tay tới đây người kiêu ngạo như vậy làm gì vào lúc hắn muốn nói chuyện lâm vân đứng lên nói ta cho kỳ huynh mặt mũi mới chạy tới nơi này tham gia yến hội hắn nói kỳ huynh chính là người trẻ tuổi đi cùng hắn việc này càng làm đối phương xấu hổ bởi vì chính mình là tiểu đệ của nguyên binh nhưng người hắn mang tới lại không đặt nguyên binh vào mắt chẳng phải đang làm khó hắn hay sao lâm vân rồi nói tiếp nhưng mà nơi này có một người ta rất chán ghét nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía lăng hàn trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ có hắn không ta có ta không hắn hắn thản nhiên nói t đây chính là nhục nhã to lớn nếu lăng hàn bị đuổi ra mặt mũi của hắn không còn sót lại chút nào bao nhiêu thù hận cần thiết hay không nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng nguyên binh lựa chọn cực kỳ đơn giản đế tử không đế tử như vậy chưa đủ hay sao đúng thế đế tộc chưa từng vươn tay tới đây nhưng không đại biểu sau này sẽ không chỉ cần xem trả cái giá lớn thế nào mà thôi nghe nói tu vi càng cao quá trình tiến vào nơi này càng nguy hiểm cho nên tiến đến đều là sinh đan chân ngã cảnh cao nhất cũng chính là hóa linh cảnh dường như năm vị tôn giả sau khi tiến vào nơi này mới tu luyện tới cảnh giới hiện tại nhưng đế tộc quyết tâm cưỡng ép phá vỡ sông vào nói không chừng thật có khả năng hủy ám vân địa ngục dù chỉ có một khả năng nhỏ nhỏ cũng không đáng bởi vì một tiểu nhân vật mà đi mạo hiểm đúng hay không tất cả mọi người nhìn sang nguyên binh chờ hắn tuyên bố lâm hàn rời đi nguyên binh thở dài nói lâm đế tử khăng khăng như thế tự nhiên lâm vân cao ngạo vậy mời lâm đế tử rời đi thôi chương 4726, Tổ Ngoã An. Tất cả mọi người ngây người, tình huống như thế nào? Tại sao là Lâm Vân bị mời ra ngoài? Đây chính là đế tử, không cho mặt mũi như vậy. Nhưng mà, trái lại cũng không có cái gì, chỉ là mời đế tử đi ra ngoài, lại không có giết đế tử, muốn nói đế tộc lại bởi vậy mà động can qua, không tiếc một cái giá lớn giết vào ám vân địa ngục, chuyện này có ai tin tưởng. Cường Long không áp địa đầu xa, hiện tại Lâm Vân xem như Cường Long, cho nên hắn phải nằm xuống nói đến thực lực hắn chỉ là chân ngã cảnh mà thôi lâm vân cũng không nghĩ tới gương mặt hắn đầy xấu hổ khốn kiếp ta đường đường đế tử là thế hệ bạch ngân đi tới nơi nào ta cũng thành thượng khách thậm chí hắn có đi hay không còn phải xem tâm tình đã bao giờ bị đuổi ra khỏi cửa còn thiên lý sao nguyên binh ngươi không nên hối hận ánh mắt lâm vân sáng lên chưa bao giờ sợ cái gì thế hệ bạch ngân cộng thêm hắn là đế tử cho nên hắn rất kiêu ngạo làm sao có thể cúi đầu Nguyên binh hừ một tiếng, nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Lâm Vân có xuất thủ xúc động nhưng bị hắn ép trở về. Đây chính là ám vân địa ngục, sau lưng đối phương càng có một tên cường giả giáo chủ đủ để trấn áp hắn. Chỉ cần không đánh chết hoặc đánh tàn phế, hỏa vân đế tộc sẽ vì hắn mà công pháp ám vân địa ngục sao? Sẽ không, sự thật chứng minh, nơi này vô cùng quỷ dị, cho dù thánh nhân cầm đế binh tới cũng không cách nào quét ngang, có đại khủng bố. Chuyện này không kỳ quái, giữa thiên địa có hiểm địa, cho dù đại đế đi vào cũng phìa cẩn thận thánh nhân tăng thêm đế binh cũng kém xa đại đế cho nên hỏa vân đế tộc không thể nào bởi vì việc nhỏ mà phái cao thủ tiến vào nếu như nói giáo chủ tôn giả có tu vi cao nhất ở nơi này như vậy sẽ có nguy cơ gặp tai họa bất ngờ càng cao đây là lịch sử đã chứng minh lâm vân hít sâu một hơi hắn xoay người rời đi chậm nguyên binh mở miệng lâm vân dừng lại trên mặt hắn lộ ra vẻ cao ngạo sợ rồi sao hối hận đi nếu ngươi kính lang huynh một chén trà bản thiếu cũng không để ý thưởng ngươi cơm ăn chỉ nghe nguyên binh từ tốn nói khốn kiếp lâm vân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi hắn kính trả bồi tội với lăng hàn cút mẹ mày đi hắn giận dữ hắn phẩy tay áo bỏ đi nguyên binh nhìn lăng hàn hai người đều mỉm miệng sau đó cười ha hả nghe được tiếng cười của lăng hàn lâm vân thật muốn quay người trở lại đánh nhau nhưng xuất thủ ở nguyên phủ tương đương với hắn khiêu khích nguyên hân vinh là bất kính với huyết nha tôn giả dù hắn có thân phận đế tử không chết được nhưng tội sống khó thoát ta nhẫn nhẫn lâm vân bóp bóp nắm tay đây là nhục nhã hắn nhất định phải đòi lại lăng hàn xa trường gặp cảm ơn lăng hàn gật đầu với nguyên binh đối phương không cần phải so đo với lâm vân nguyên binh cười một tiếng bằng hữu không phải sao lăng hàn cười ha ha không sai bằng hữu trước đó nguyên binh cũng đã nói chỉ cần lăng hàn có thể cứu mẫu thân của hắn hắn sẽ kết giao bằng hữu với lăng hàn nhưng tình hữu nghị này với Lăng Hàn mà nói không tính là gì. Lần này không giống, Nguyên Binh ủng hộ hắn cũng cần dũng khí rất lớn. Mọi người nhìn nhau, kỳ thiếu mang Lâm Vân tới càng xấu hổ. Mà Lưu Diệu, hắn hết sức thất vọng, hắn vạn lần không ngờ, Nguyên Binh lại lựa chọn hỗ trợ Lăng Hàn, may mắn hắn không có nhảy ra làm thằng hề, nếu không, lúc này khẳng định sẽ bị Nguyên Binh chán ghét. Lâm Vân thực lực siêu phàm, Nguyên Binh nghiêm túc nói, người cùng hắn sớm muộn gì cũng đánh nhau tại xa trường, người có chắc chắn hay không? Lang Hàn cười cười, ta rất chờ mong thấy Lang Hàn tự tin như vậy, Nguyên Bình cũng yên tâm. vốn cho rằng tiếp theo sẽ dò xét hư thực trong hắc ám xa trường, nhưng vạn vạn không ngờ rằng vấn đề này có chút ngoài ý muốn. Không quá hai ngày, Nguyên Bình lại tìm Lang Hàn. ngươi nhận ra An Thiếu sao? hắn hỏi. cái gì An Thiếu? Lang Hàn kinh ngạc nhìn Nguyên Bình, ngươi là nhị thế tổ đỉnh cấp, hiện tại còn gọi người khác là thiếu. Nguyên Bình nhíu mày, hắn rất nghi hoặc. Tổ Ngọa An, cháu trai huyết nha tôn giả, bởi vì huyết nha đại nhân có mấy con trai bất thành khí, hết lần này tới lần khác Tổ Ngọa An có thiên phú võ đạo cực cao, cho nên hắn rất được huyết nha đại nhân yêu thích. Kỳ quái, nếu ngươi không nhận ra hắn, vì cái gì hắn chỉ tên người bảo ta dẫn người tới. Lăng Hàn cười một tiếng, đi xem là biết, ân, nguyên binh gật đầu, hắn là nhị thế tổ đỉnh cấp, nhưng Tổ Ngọa An lại là siêu cấp nhị thế tổ. Bên trong tử vong thành không có người ngồi ngang hàng với hắn, hơn nữa, nguyên hân vinh chính là thủ hạ của huyết nha tôn giả đối ứng nguyên binh cũng là tiểu đệ của tổ hóa an lúc nào xuất phát lang hàn hỏi ngươi không có việc gì hiện tại đi được hai người xuất phát hắn đi tới nơi ở của tổ hóa an đây là cháu yêu của huyết nha tôn giả nhưng cũng không có ở chung với huyết nha tôn giả mà là một người ở bên ngoài đại khái hắn không muốn bị người ta trông coi đến cửa ra vào thủ vệ thấy nguyên binh một lần thì tươi cười cũng dẫn hai người đi vào nơi này bố trí vô cùng tinh mỹ ban công đình tạ cái gì cần có đều có nếu như không ngẩng đầu lên nhìn thì không nhận ra đây là tử vong thành phủ đệ này rất lớn thậm chí còn lớn hơn nguyên phủ một chút sau khi đi một lúc lâu bọn họ đi tới hoa viên tổ hóa an ở chỗ này hai người tiến vào hoa viên lúc này nhìn thấy trong đình có hai người đang uống rượu rõ ràng nhìn thấy lăng hàn cùng nguyên binh nhưng lại làm như không thấy cả hai đang kính rượu với nhau a à, lăng hàn và nguyên binh nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hai người này có một là Lâm Vân. Gia hỏa này thật có thủ đoạn, chỉ mấy ngày đã leo lên tổ ngõ an. Đương nhiên, muốn Lâm Vân nói, khẳng định là tổ ngõ an trèo cao chính mình, hắn đường đường đế tử, thế gian có ai đáng giá cho hắn trèo lên. Ha ha, đây là trả thù sao, an thiếu, nguyên binh lớn tiếng kêu lên, hắn không thể cứ đứng đó được. Một người trẻ tuổi khác đặt chén rượu xuống, hắn nhìn thoáng qua nguyên binh và gật đầu. Thì ra là tiểu binh, nói nhảm, không phải người bảo tới ta tới hay sao, giả bộ như vừa mới biết rõ thì thú vị. Lăng Hàn đánh giá tổ hóa an một lần, huyết nha tôn giả là yêu tộc, xuất thân từ huyết nha nhất tộc, bởi vậy, tổ hóa an tự nhiên cũng kế thừa mạch, trên lưng của hắn mọc ra hai cánh màu đỏ, có hoa văn màu vàng kim mơ hồ phát sáng, lộ ra thần thái vô cùng bất phàm. Trừ chuyện đó ra, hắn còn có cái đuôi dài, một đôi tai cũng là lông xù, giống như hắn là chó hoặc sói. Hắn dùng thần thức truyền âm với Nguyên Binh, Nguyên Binh nói cho hắn biết, mẫu thân của tổ ngóa an chính là lang tộc, thuộc về hỗn huyết. Lăng Hàn giật mình, khó trách ra hỏa này còn sinh trưởng cái đuôi, tai lại lông xù. Nguyên binh chắp tay, gặp qua an thiếu, tổ ngóa an lại không để ý tới, hắn chỉ nhìn Lăng Hàn, khóe miệng còn nở nụ cười lạnh. Tới mang chén trà cho bản thiếu, chương 4727, công dụng thật của kèn lệnh. Bưng trà đưa nước, trước đó Nguyên binh nhắm vào Lâm Vân, hiện tại đối phương trả ngược lại. Lâm Vân chỉ uống rượu, hắn xem như không thấy, giống như trong mắt hắn lăng hàn chỉ là a miêu a cầu căn bản không đáng coi trọng nguyên binh lộ ra vẻ giận dữ lăng hàn chính là bằng hữu của hắn tổ hóa an lại nhục nhã lăng hàn như thế việc này tương đương không thể mặt hắn có biện pháp gì hay không giống như việc hắn nhục nhã lâm vân hiện tại tổ hóa an địa vị cao hơn hắn nên có thể tùy tâm sở dục tử vong thành quy củ chính là không có quy củ thực lực cường giả có thể muốn làm gì thì làm lăng hàn cười nhạt một tiếng bảo ta dâng trà người chịu đựng hay sao? Tổ ngóa An cất tiếng cười to, thật sự là trò cười, trên đời này còn có người mà bản thiếu không chịu nổi sao? Lời này quá trang bức, hắn chỉ là cháu của tôn giả, đặt ở bên ngoài cũng là một nhân vật, nhưng muốn nói địa vị cao cao tại thượng thì quá khoa trương. Trên tôn giả còn có thánh nhân đấy, mà hiện nay mặc dù thiên hạ không đế, đế tộc cũng không phải ăn chay. Ha ha, như vậy chỉ có thể cáo từ, lăng hàn quay người, đương nhiên hắn cũng không có khả năng hạ mình ta cho ngươi đi rồi sao? Tổ hóa an lạnh lùng nói, ngươi thật cuồng, lang hàn lấy ra kèn lệnh đại đế, vừa đi vừa thổi. Hồn lực lập tức giảm một mảng lớn nhưng ba động lại nhắm vào tổ ngóa an. Hắc, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên học sói chu đi, ngao, quả nhiên, phía sau hắn có tiếng sói chu vang lên. Tình huống như thế nào? Nguyên binh trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy tổ hóa an lại học sói chu. Lâm Vân cũng sướng sờ, mặc dù hắn không có đặt tổ hóa an vào mắt, người đột nhiên học sói chu làm gì cũng không chỉ nơi này. Tổ Ngoá An phát hiện huyết mạch lang tộc của chính mình không bị khống chế mà khôi phục, ngay sau đó lông sói chui ra khắp người, chỉ trong nháy mắt hắn đã biến thành sói lông đen. Đầu của hắn triệt để hóa thành sói, tứ chi thô to, móng vuốt dài nhọn. Hiện tại, nếu không phải sau lưng của hắn còn mọc ra hai cánh màu đỏ, hắn khác gì một con sói chứ? Mặc dù lang hàn ù không có nhìn nhưng thần thức của hắn bao phủ, hắn không khác gì tận mắt nhìn thấy, hắn kinh ngạc, kèn lệnh lại có thể làm người ta biến thân. Chờ chút, tổ ngóa an có huyết mạch lang tộc, chẳng lẽ nguyên nhân là như thế sao? Lang hàn bất động thanh sắc thu hồi kèn lệnh, đồ chơi này lại không phát ra âm thanh, động tác của hắn vừa rồi rất bí mật, cũng không có bị người ta phát hiện. Ngao, chỉ thấy tổ ngóa an lao tới trước người lang hàn, sau đó quay đầu nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng. Nguyên binh cảm giác tâm thần rung động, đây là muốn vạch mặt sao? Hắn nhức đầu, tổ ngóa an chính là cháu của huyết nha tôn giả, nếu quyết tâm nhằm vào lang hàn, lăng hàn thật sự khó có nơi sống yên ổn chỉ còn khả năng chạy trốn chết mặc dù lâm vân cũng cảm thấy quỷ dị nhưng nhìn thấy tổ hóa an tự mình xuất thủ đi đối phó lăng hàn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy mặc kệ lăng hàn xuất thủ hay không gia hỏa này không chiếm được lợi ích xuất thủ như vậy tương đương đắc tội một vị tôn giả đây chính là ám vân địa ngục tôn giả lớn nhất mà không xuất thủ lăng hàn sẽ mất hết thể diện mang theo sỉ nhục như thế làm sao tranh đoạt đế vị nhưng mà đúng lúc này chỉ thấy tổ ngóa an lắc đuôi thẻ lưỡi, hắn dùng ánh mắt tha thiết nhìn lăng hàn. Khốn kiếp, đây là tình huống gì? Hắn còn là thiếu chủ kiêu ngạo hay sao? Rõ ràng là một con chó lông xù chờ chủ nhân vuốt ve. Nguyên binh, Lâm Vân đều hóa đá, cảm thấy nhân sinh quan đã bị lật đổ. Mặc dù Lăng Hàn cũng chấn kinh nhưng lại mơ hồ hiểu ra, đây chính là tác dụng của kèn lệnh đại đế. Chẳng lẽ, đồ chơi này không chỉ làm người ta học sói chu, tác dụng chân chính của nó là làm lang tộc thần phục. Việc này thật trùng hợp, lăng hàn vươn tay tổ hóa an hóa thành hắc lang đưa đầu về phía trước lăng hàn đưa tay sờ đầu đối phương t ở trong lang tộc điều này đại biểu phục tùng tuyệt đối nguyên binh há to miệng hắn ngây người đây là tình huống gì ngươi là đến nhận chủ nhân sao lăng hàn cười một tiếng hắn nói với lâm vân xem ra ngươi lại thua một lần trận đánh này lâm vân bại một cách khó hiểu hắn làm sao có thể nghĩ đến tổ hóa an đột nhiên bộc phát nô tính hắn thành công liên hệ với tổ hóa an cũng hứa hẹn với đối phương, sau khi rời khỏi ám vân địa ngục, hắn sẽ chăm sóc đối phương, bởi vậy, hai người vui vẻ đạt thành hiệp nghị, trở thành bằng hữu. Nhưng chuyện này là thế nào? Ngươi đột nhiên phản tổ, cho dù ngươi phản tổ cũng là con sói giã tính 10 phần, tại sao lại giống như con chó thế này? Lâm Vân cũng im lặng, hắn hừ một tiếng và đứng dậy rời đi. Nếu gặp nhau trên thiết huyết xa trường, chính là thời điểm ngươi mất mạng. Hắn nói với giọng điệu uy nghiêm đáng sợ, sói con, Lăng Hàn chỉ vào Lâm Vân, cắn hắn cho ta, ngao, tổ ngõ an lập tức xông ra ngoài, hắn mở miệng đầy máu cắn Lâm Vân. Hắn cũng chỉ là chân ngã cảnh, chiến lực cũng không thể so sánh với đế tử, nhưng người ở dưới mái hiên, đương nhiên Lâm Vân cũng không dám thực sự đả thương tổ Hóa an, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Bởi vậy, chỉ có tổ Hóa an yên cuồng tấn công, Lâm Vân chống đỡ. Còn tốt, hắn chính là thế hệ bạch ngân, chiến lực vượt xa tổ Hóa an, cho nên hắn không gặp nguy hiểm gì. Nhưng đánh không có chỗ tốt gì, Lâm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bước lui tổ ngõ an, ngay sau đó hắn lên đường rời đi. Tổ ngõ an nào chịu bỏ qua, hắn không ngừng đuổi theo Lâm Vân. Ách, có phải ta đang nằm mơ không? Nguyên binh sờ lên chán, hắn vẫn ngây người, lang hàn nhú vai, có muốn ta bà tai người một cái hay không? Vậy thì quên đi, Nguyên binh vội vàng lắc đầu. Đi thôi, tốt, tốt, hai người rời đi, trên đường đi Nguyên binh vẫn mơ mơ màng màng, hắn thực tế không nghĩ ra. Lăng Hàn, việc này có quan hệ gì với người không? Nguyên Binh hỏi, Lăng Hàn khoát tay, làm sao có thể chứ? Nguyên Binh cũng cảm thấy như thế, nhưng nếu không có quan hệ, vì cái gì tổ hóa an hóa thân hắc lang lại không dính người khác hết lần này tới lần khác lại xem Lăng Hàn là thành chủ nhân. Qua một lúc, huyết mạch lang tộc của tổ hóa an mất khống chế, chuyện hắn truy sát Lâm Vân cũng truyền ra toàn thành, thành đề tài nói chuyện của đám người trà dư tử hậu, nghe nói việc này làm huyết nha tôn giả tức giận không nhỏ. Nhưng hắn là tôn giả, trong người cháu hắn lại là huyết mạch lang tộc chiếm thượng phong, hắn làm sao chịu nổi. Càng làm cho hắn tức giận chính là, sau việc này, huyết mạch lang tộc của tổ hóa an lại áp đảo huyết mạch huyết nha, tăng lên rất nhiều, trong tu luyện ngày sau, hắn sẽ được lợi không ít. Đây là việc tốt hay việc xấu, có thể thức tỉnh huyết mạch, đây là chuyện rất bình thường, có thể trách được ai. Bởi vậy, huyết nha tôn giả cũng không có bảo nguyên binh, lang hàn hoặc là lâm vân tiến đến tra hỏi. Đúng lúc này, hắc ám xa trường thông chi lăng hàn có so tài. Thời gian, hai ngày sau đó, đối thủ, Lâm Vân. chương 4728, chiến Lâm Vân. Cuối cùng cũng đánh với Lâm Vân một trận, lăng hàn tràn ngập chờ mong, hắn bị nam đế tộc ức hiếp, mặc dù có cửu sơn thánh nhân trợ giúp bình ổn, nhưng lăng hàn vẫn khó chịu, đương nhiên thù này do chính mình báo mới thông khoái. Hiện tại, trước tiên giết Lâm Vân, về sau lại giết đế tử hiên, cái gì thế hệ hoàng kim, Hắn đánh tất cả mọi người cuối cùng cũng san bằng Hỏa Vân Đế tộc, khi đó xem các ngươi làm thế nào." Lăng Hàn điều chỉnh trạng thái một lần, dù sao cũng là chiến đấu với thế hệ Bạch Ngân, hơn nữa tu Vi Lâm Vân ở trên hắn, trên người có bí bảo, không chịu ảnh hưởng mặt trái, cho nên đối thủ này rất khó chơi. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đi tới Hắc Ám Sa Trường. Hiển nhiên, Hắc Ám Sa Trường cũng xem trọng trận chiến này, cho nên các trận đấu khác đều dừng lại, giao toàn bộ Sa Trường cho Lăng Hàn cùng Lâm Vân làm sân đối chiến của bọn họ. Dù sao, hai người này đại biểu chiến lực mạnh nhất trong chân ngã cảnh. Người quan chiến vô số, cho dù nhị thế tổ như tổ hóa An cũng đến, hắn đang ở trong gian phòng riêng, bên người có bốn người trẻ tuổi, theo thứ tự là ba nam một nữ. Sắc mặt tổ hóa An khó coi, hắn buồn bực nói: "Chính các ngươi không phải không có phòng riêng, chạy tới chỗ ta làm gì?" Nghe giọng điệu của hắn thì biết, bốn người này có địa vị không kém gì hắn. Cho nên bốn người này thân phận rất dễ đoán, chính là hậu đại được sủng ái nhất của các tôn giả. Nghe nói người thức tỉnh huyết mạch lang tộc vào mấy ngày trước, để trần cái mông chạy khắp toàn thành, cho nên ta cố ý tới chúc mừng ngươi. Một tên người trẻ tuổi áo tím cười nói, ta nghe ra ra nói, huyết mạch lang tộc của ngươi rất cao cấp, đã áp đảo huyết mạch huyết nha. Hắn hết nói, sắc mặt tổ ngõ an tái nhợt, hắn hóa thân hắc lang, toàn thân bao trùm trong lông dài, kỳ thật cũng không có lộ ra cái gì, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đây là việc mất mặt được rồi, không cần kích thích hắn. nữ tử duy nhất nói ra, nàng mặc một thân áo xanh, môi đỏ như máu, xinh đẹp không gì sánh được. ha ha ha, ba tên nam tử cười rất vui vẻ. tổ ngó an vừa tức vừa giận, hắn không biết vì sao huyết mạch lam tộc của mình đột nhiên thức tỉnh, nhưng hắn không thể trách lăng hàn, lâm vân, có lẽ kẻ bên ngoài mang trên người thứ gì đó kích thích huyết mạch của hắn, làm hắn đột nhiên thức tỉnh. huyết mạch lam tộc này vô cùng cao quý, vốn là một chuyện tốt, cần phải biết rằng ra ra hắn chính là huyết nha tộc, hắn có huyết mạch lang tộc áp đảo huyết nha, chẳng phải hắn sẽ thất sùng. Cút, đều cút cho ta, hắn nổi nóng lên, được được được, ba nam một nữ đều cười hì hì rời đi. Tổ Ngóa An nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu trên xa trường, trong lòng nhớ lại dáng vẻ lăng hàn thì tâm thần run rẩy. Không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ tới lăng hàn, hắn lại bắt đầu kính nể, thậm chí vượt qua huyết nha tôn giả. Có thể nói, nếu có người bảo hắn đánh giết lăng hàn, hắn không thể hạ thủ được tốt nhất, hai người các ngươi đồng quy vô tận." Tổ Ngóa An nói, hiện tại hắn không có khả năng đáp quan hệ với Lâm Vân lần nữa, hơn nữa, huyết mạch của hắn thức tỉnh cũng có quan hệ với Lâm Vân, cho nên hắn hy vọng Lăng Hàn và Lâm Vân cùng chết. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, Lăng Hàn và Lâm Vân đều lên đài. Lúc này có tiếng hoan hô vang lên, người nơi này phần lớn đều bị trục xuất, không thiếu kẻ cùng hung cực ác, trong nơi này không có quy củ, thời khắc đều có chuyện giết người ăn cướp phát sinh, cho nên tự nhiên mỗi người đều khát máu. Lăng Hàn và Lâm Vân đứng đối diện với nhau. Lăng Hàn, lúc này, người khó thoát khỏi cái chết. Lâm Vân uy nghiêm đáng sợ nói. Ồ, Lăng Hàn cười một tiếng. Người tự tin như vậy. Ta đã tu hành tới ngã đệ ngũ hình đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể bước vào đệ lục hình. Lâm Vân cao ngạo nói. Nếu như người chậm thêm mấy ngày gặp gỡ ta, hừ, người còn không tiếp được một chiêu của ta. Hắn thật sự có tư cách cao ngạo, đế tử đệ ngũ hình đỉnh phong, chiến lực của hắn mạnh cỡ nào. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, chúng ta đánh sinh tử chiến. Lăng Hàn nói, trong hắc ám xa trường có hai phương thức chiến đấu, thứ nhất, nhận thua, thứ hai, đánh tới khi có người chết. Sinh tử chiến, cho dù nhận thua cũng vô dụng, chiến đấu sẽ không kết thúc, nhất định phải có người chết mới được. Tốt, Lâm Vân gật đầu, nơi này cũng không có địa mạch có thể điều động, cho nên, Lang Hàn không có năng lực chạy trốn, đúng lúc nhân cơ hội này xử lý hắn bọn họ xin tử chiến được thông qua, lôi đài chiến đổi thành sinh tử chiến. Chỉ có thể có một người sống sót, Lăng Hàn, người thật sự ngu xuẩn, việc đã đến nước này không thể cải biến, Lâm Vân cười giữ tợn nói. Vì cái gì ngươi tự tin như vậy, dám đối chiến sinh tử với ta? Lăng Hàn mỉm cười, hắn vung nắm đấm lên, tự nhiên là thực lực, buồn cười, đúng là buồn cười. Lâm Vân cười to, người ngu xuẩn, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Hắn lập tức vươn tay lên, tay phải đánh ra thiên địa đạo tác hóa thành một bàn tay cực lớn đánh thẳng vào lăng hàn lăng hàn hừ một tiếng hắn đấm ra một quyền ngăn cản trưởng ấn của đối phương bành trướng ẩn bị một quyền đánh tan ân lâm vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một trưởng của hắn không có vận dụng tiên thuật lực lượng nguyên thủy đã cam tới tam thập tứ trọng thiên có ai dám xem thường chân ngã đệ tứ hình hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn một hồi hắn vận dụng một loại thần thông nào đó nhìn ra tu vi của đối phương kinh hỉ sao Lăng Hàn cười một tiếng, có chút, nhưng mà, thì tính sao? Lâm Vân giết tới, thân hình hóa thành một đầu hỏa long, trên người mang theo quy tắc vô biên. Hắn làm thật, lại vận chuyển đế thuật, chiến lực của hắn xông lên ngũ thập trọng thiên. Lăng Hàn không chút yếu thế, hắn đại chiến với Lâm Vân. Bành, 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 đạo tắc va chạm hóa thành vô số mảnh vỡ, giữa âm năng lượng sôi trào như nước đun sôi. Hai thiên tài trẻ tuổi không ngừng đấu nhau, tất cả đều thỏa thích phóng thích chiến lực khó phân thắng bại, nói đến chiến lực, kỳ thật Lăng Hàn còn kém hơn một chút, nhưng mà hắn có thể tự mình hóa giải công kích trong phạm vi sáu trọng thiên, bởi vậy Lâm Vân mạnh hơn hắn ra một tầng chiến lực thì như thế nào, đối phương chỉ hơi chiếm thượng phong, cũng không thể chuyển hóa thành thế thắng. Nhưng tất cả khán giả không thể tưởng tượng nổi, chân ngã cảnh lại có thể có chiến lực khủng bố như vậy. Trời, đây chính là thiên tài của thế giới bên ngoài sao. Lâm Vân nhíu mày, hắn vốn cho rằng chiến lực của mình có thể ổn định áp chế Lăng Hàn, hắn có ưu thế chiến lực nhất định nhưng hoàn toàn không đủ để chuyển hóa làm thế thắng, việc này làm hắn khó tiếp nhận. Hơn nữa, sức chịu đựng của Lăng Hàn mạnh mẽ thiên hạ đều biết, nếu như đánh lâu dài, như vậy hắn sẽ bại. Chết, Lâm Vân vận dụng bích thủy kiếm, một kiếm mang theo sóng chiều màu xanh biếc. Đây là thủy hệ đạo tắc biến thành, lực phá hoại kinh người. Lăng Hàn xuất hai quyền, hắn đi con đường tự thân mạnh nhất, hai đấm có thể bình thiên hạ. Trường 4729, đe dọa vô hiệu. Lâm Vân sử dụng bích thủy kiếm mặc dù không phải đế binh, nhưng đế tộc chế tạo pháp khí phỏng chế không phải phàm phẩm, hơn nữa bản thân hắn là đế tử, sử dụng vật liệu càng thượng thừa. Một kiếm chém tới chẳng những phù văn thành phiến, gia trì thiên địa đạo tắc, còn bản thân vật liệu tiên kim còn mang theo lực phá hoại rất mạnh. Oanh, kiếm khí phá không, dường như có thể chém vỡ cả ngôi sao. Lăng Hàn không sợ hãi chút nào, hắn vùng quyền nghênh đón, trực tiếp trọi cứng ngăn cản bích thủy kiếm. Hắn có thể hấp thu tất cả lực lượng sáu trọng thiên, đương nhiên phòng ngự của hắn rất trâu bò, nhưng hắn còn có một khuyết điểm, đó chính là sợ hãi tổn thương sắc bén. Thế nhưng mà, sau khi hắn tu luyện thể thuật, khuyết điểm này đã không tồn tại. Thể phách của hắn hoàn toàn có thể kiên cố giống như tiên kim cùng dai, từ đó hắn chính thức có được lực lượng tay không đón đỡ pháp khí. Tới, oanh, 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 hai người không ngừng va chạm với nhau, đạo tắc nổ tung, cho dù chỉ một tia dư âm cũng mang theo lực lượng đáng sợ. Đám người đang quan sát cuộc chiến bên ngoài lui về phía sau, Bọn họ không gánh được dư âm công kích, cho nên nhất định phải lui lại, nếu không không chết cũng bị thương. Thiên tài đỉnh cấp ở bên ngoài quả nhiên lợi hại như truyền thuyết. Trong phòng khách, một nữ tử tóc đỏ mỹ nhãn như tơ, nàng là cháu gái của Sích Nguyệt Tôn giả Di Thanh Điệp, cũng là hậu đại mà Sích Nguyệt Tôn giả thích nhất thế hệ này. Cho nên, Di Thanh Điệp cũng là nhị thế tổ cao cấp nhất trong Tử Vong Thành, cho nên trước đó mới dám chê cười tổ Ngọa An. Nam nhân như vậy, không biết trên giường mạnh mẽ cỡ nào nàng cười phong tình vũ nghị tận xương. Trong phòng khác, đám người tổ ngõ an cao mày, bọn họ cũng không có ý định chơi một chút, lăng hàn cùng Lâm Vân càng cường đại thì bọn họ càng bất an. Bọn họ còn trẻ, cũng không muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này, cho nên, bọn họ muốn rời khỏi, tiến vào đại thế giới chân chính, mở ra nhân sinh mới của mình. Thế nhưng mà, người bên ngoài đều trâu bò như thế, như vậy bọn họ ra ngoài không phải tìm tai và hay sao? Chiến chiến chiến, lăng hàn hào tình vạn trượng, mặc dù đế tử không chịu hiệu quả mặt trái ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không đặt trong lòng, hắn tự tin vô địch, dù không thể vận dụng mấy hạng năng lực nhưng hắn cũng có thể oanh sát Lâm Vân. Tương phản, Lâm Vân càng đánh càng không có lòng tin. Không có biện pháp, chiến lực của hắn chỉ cao hơn Lăng Hàn một tầng, nếu nói tới sức chịu đựng, hắn mạnh hơn Lăng Hàn hay sao? Không có biện pháp đánh hạ Lăng Hàn trong thời gian ngắn, thời gian này kéo càng dài, người bại chắc chắn là hắn. Phải biết, bọn họ đang đánh sinh tử chiến, một phương bại mang ý nghĩa phải chết. Chết, đây là việc Lâm Vân chưa từng suy nghĩ qua, chỉ ít trước khi thọ nguyên của hắn khô cạn. Hắn chú định thành thánh, nhân sinh sáng trói vừa mới bắt đầu, hắn làm sao có thể chịu chết. Nhưng mà, hiện tại tử vong đang vần quanh, hắn không thể không sợ. Sợ hãi, Lăng Hàn thản nhiên nói ra, hắn cảm thấy chiến lực của đối thủ yếu đi vài phần. Lâm Vân không nói, đương nhiên hắn biết rõ chuyện nhà mình, hắn điên cuồng tấn công, kiếm trong tay phải chém hư không, tay trái phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí hóa thành thần binh oanh kích lăng hàn hắn lưu lại một tay lực lượng của hắn không có giảm xuống chân chính hắn đang đào hố cho lăng hàn nhảy vào nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của lăng hàn hắn nhìn không ra hắn hoàn toàn không cho lâm vân cơ hội từng quyền bạo lực làm lâm vân phải toàn lực chống đỡ hắn bị đánh liên tục lại chiến nửa giờ lâm vân đã cảm nhận được sự khủng bố bởi vì lực lượng của hắn bắt đầu giảm xuống bị lăng hàn san bằng thực lực cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ rơi xuống hạ phong cuối cùng bị lăng hàn đánh chết hắn tới nơi này để gia tăng tu vi để đuổi kịp thế hệ hoàng kim cũng không phải đi tìm cái chết hắn là đế tử hắn có tiền đồ tốt đẹp hắn làm sao cam tâm chết tại nơi này dừng tay hắn quát lớn lăng hàn sẽ không nghe hắn xuất quyền công kích như mưa lăng hàn lớn tiếng kêu lên có đế tộc nào nghe hắn nói hay sao lâm vân cao mày hắn tiếp một chiêu sau đó xoay người lại hư đã mở sinh tử chiến người vọng tưởng bỏ chiến chạy trốn một tiếng hừ lạnh vang lên có cường giả xuất thủ ong 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 vô số đạo tắc xuất hiện và hóa thành cái lồng to lớn cũng bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu lâm vân huy kiếm chém tới chỉ thấy lồng sáng lóe sáng nhưng lồng giam lại không nhúc nhích tí nào không phá nổi lâm vân vừa vội vừa giận quát to ta chính là đế tử lâm vân của hỏa vân đế tộc ta mà có mệnh hệ nào tại nơi này toàn bộ các ngươi đều phải chết lúc này có tiếng nói khinh thường vang lên nơi này đều là cuồng nhân, là phần tử khát máu hiếu chiến, Lâm Vân dùng bối cảnh đè người, bọn họ cảm thấy rất chơ chẽn. Sinh tử chiến là trò cười sao, Lâm Vân chờ một chút nhưng đạo tắc phong tỏa vẫn không có dấu hiệu lưu lại. Hừ, không nên dùng đế tộc dọa người, tên cường giả kia nói, đế tộc không vào được nơi này, người chết tâm đi. Không ngại nói cho người biết, trước đây thật lâu từng có thánh nhân mang theo đế binh muốn giết vào nơi này, kết quả thế nào. Thánh nhân vẫn lạc, đế binh phá không bay đi. Lâm Vân cảm thấy nội tâm căng thẳng, hắn làm sao không biết đoạn lịch sử này. Bỗng nhiên hắn nhớ lại Thiên Linh đế tộc đã từng có một vị thánh nhân ngoài ý muốn mất sớm, đối ngoại tuyên bố lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, việc này từng làm thánh nhân Lâm gia không hiểu, cho rằng Thiên Linh đế tộc tận lực che giấu chân tướng. Chẳng lẽ, vị thánh nhân trình gia kia vẫn lạc tại nơi này? Hắn đã hiểu ra bí ẩn trong đó nhưng nội tâm càng ngày càng lạnh. Nơi này chính là khu vực đế tộc không thể chạm tới, thân phận đế tử còn có ý nghĩa hay sao? Lâm Vân đến chiến, ở phía sau hắn, Lang Hàn nói ra, hắn cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Lâm Vân quay người trở lại, trong mắt mang theo ngoan độc. Tốt, vậy hắn liều mạng, oanh, hắn thiêu đốt đế huyết, chiến lực của hắn trở lại đỉnh phong, hơn nữa còn có tăng lên nhưng nhỏ đến mức thương ca, R. Đây là tự nhiên, thế hệ Bạch Ngân đã không thua gì đại đế lúc trước, cho dù thiêu đốt đế huyết cũng không tăng lên nhiều. Muốn giết ta, hừ, ta liều vỡ nát căn cơ cũng muốn đánh chết ngươi. Lâm Vân kiên quyết, tay phải hắn hóa chảo và đánh vào trong ngực. Phốc, ngực hắn bị phá vỡ, máu tươi bắn ra tung tóe nhưng không có giọt nào rơi xuống, mà là hóa thành một đám lửa. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, trong đám lửa còn mang theo đạo tắc, hắn cảm thấy rất kiêng kỵ. Đây là đế huyết, hỏa diễm hóa thành một thanh kiếm, hình dạng tương tự như bích thủy kiếm nhưng phát ra khí tức cường đại hơn vô số lần. Chết đi, gương mặt Lâm Vân đầy dữ tợn, dùng đế huyết hóa khí chẳng những rút ra tất cả đế huyết của hắn, hơn nữa còn phá hư đạo cơ, hắn khó có khả năng đền bù tổn thương lần này. Nhưng đạo cơ có thể phá rồi lại lập, nếu người mà chết thì tất cả biến thành không. Cho nên, hắn không tiếc đánh cược một lần. Soát, hỏa diễm kiếm chém tới, mang theo sát ý cùng hận ý vô biên của Lâm Vân. Chương 4730, chém giết Lâm Vân. Một kiếm này mang theo uy lực thật đáng sợ. Lục Thập Trọng Thiên, Thất Thập Trọng Thiên, Lăng Hàn không có đạt tới chiến lực cao như vậy, cũng chưa từng có người nào đạt tới, cho nên Hắn không thể phán đoán, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, hắn xuất quyền trọi cứng, như vậy nắm đấm của hắn sẽ bị chém đứt, sau đó thân thể cũng bị chém thành hai nửa. Hơn nữa, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không cách nào trốn tránh. Dùng đại kèn lệnh đế, ý niệm này xuất hiện trong lòng lăng hàn, không được, hắn lập tức từ bỏ, kiếm này quá nhanh, cho dù lâm vân mất khống chế và chu lên như sói cũng không đủ ảnh hưởng hướng đi của kiếm, cho nên, hắn sẽ bị chém trúng không có biện pháp lang hàn thở dài tâm niệm vừa động hỗn độn cực lôi tháp lập tức xuất hiện nhưng mà bảo khí tự bế hào quang không hiện cho dù là hỗn độn khí cũng không xuất hiện phốc liệt diễm huyết kiếm chém tới và đánh vào hỗn độn cực lôi tháp chấn động mạnh làm bảo khí run rẩy lang hàn và hỗn độn cực lôi tháp tâm thần tương liên hắn cảm thấy ngực sôi trào và phun ra một ngụm máu tươi khốn kiếp một kiếm này quá mạnh hắn sử dụng hỗn độn cực lôi tháp làm thuẫn cũng không thể ngăn cản hoàn toàn lực phá hoại cũng quá kinh khủng nhưng hắn lại không biết, Lâm Vân hiện tại đã sắp khóc. Một kiếm này dùng phá hư đạo cơ của hắn đổi lấy lực lượng, hơn nữa còn hao hết đế huyết, người nói uy lực một kiếm này không đáng sợ hay sao. Nhưng Lăng Hàn lại có thể ngăn cản, hai mắt hắn tối sầm, hắn suýt ngất đi, chờ chút, hắn nhìn Lăng Hàn, hỗn độn cực lôi tháp đã bị thu lại, nhưng trí nhớ của hắn lại hiện ra rõ ràng. Đây là món đế binh của cửu sơn thánh nhân, hắn có thể khẳng định, lúc trước cửu sơn thánh nhân sử dụng đế binh rằng co với năm thánh nhân, Hình ảnh đó đã trực tiếp trên tinh võng, cho dù hắn không kết nối tinh võng nhưng có thể sử dụng thủ đoạn khác nhìn thấy. Đế binh này nằm trên người Lăng Hàn, chờ chút, tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa, đế binh cũng không có yếu như vậy, chúng một kích của hắn còn run rẩy, thậm chí còn làm người sở hữu thổ huyết cho dù không thức tỉnh, đế binh vẫn là đế binh, một cái phản chấn cũng có thể giết hắn. Cho nên, bỗng nhiên hắn kịp phản ứng, đây không phải đế binh, mà chỉ là một khối mẫu kim lúc trước sở dĩ làm cho thánh nhân đều kinh hãi đó là bởi vì có thánh nhân dám dùng thần ý đi kiểm tra đế binh hay sao phản vệ từ đế binh bảo đảm thánh nhân sẽ gặp xui xẻo cho nên cửu sơn thánh nhân cầm đế binh đã dọa lui năm thánh nhân người trong thiên hạ đều bị hai người kia lừa gạt thì ra là thế lâm vân cắn răng nói ra hai mắt phun lửa nếu như lúc trước năm đại thánh nhân kiên trì cửu dương thánh địa đã sớm bị diệt mà lăng hàn cũng chết hắn có khả năng xuất hiện tại nơi này hay sao Lăng Hàn sớm chết, vậy hắn khẳng định không cần chết. a à, hắn giận điên lên, đường đường đế tử, thế hệ bạch ngân, vận khí của hắn kém như vậy. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đột nhiên hiểu rồi rồi, nhưng mà, người không có cơ hội nói cho bất cứ kẻ nào. Hắn giết tới gần, oanh, chiến lực bộc phát hoàn toàn. Lâm Vân nghinh kích, bành, chỉ một kích đã đánh hắn bay ra ngoài, thân thể nặng nề đâm vào cái lồng quy tắc, sau đó lại bắn ngược trở về, chẳng những miệng phun máu tươi, vết thương trước ngực vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe đạo cơ của hắn bị hủy chiến lược bắt đầu giảm xuống hắn không phải đối thủ của lăng hàn pháp khí trong tay lăng hàn là lâm vân dùng thần thức truyền âm giống to hắn muốn nói ra bí mật lớn nhất của lăng hàn làm cho đối phương bị tất cả đại năng trong tử vong thành để mắt tới cứ như vậy lăng hàn sẽ chôn cùng hắn bành lăng hàn xuất ra một quyền đánh gãy thần thức của hắn oanh 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 hắn xuất quyền rất mạnh một quyền rất bạo lực mỗi một quyền đánh thân thể lâm vân nổ tung chỉ qua mấy quyền lâm vân cũng đã biến thành huyết nhân lâm vân không cam lòng hắn còn không có đảo hố cho lăng hàn hắn liều lĩnh cho dù chết hắn cũng muốn tiết lộ bí mật hỗn độn cực lôi tháp mẫu hắn lại nói ra một chữ bành lăng hàn lại xuất một quyền lâm vân dùng thần thức truyền âm lại im lặng hướng còn chưa truyền ra chữ kim chỉ có tiếng vọng trong đầu hắn mà thức hải của hắn đã bắt đầu vỡ nát lâm vân nhìn chằm chằm vào lăng hàn tràn đầy oán hận và không cam lòng đường đường đế tử lại chết ở đây. Nhưng dù không cam lòng thì thế nào, Lăng Hàn xuống tay độc ác, trực tiếp hủy hoại thức hải của hắn, từng cái chân ngã vỡ nát, ý thức của hắn đang chôn vùi. Năng lượng hủy diệt oanh kích, thế tử phù cũng vô hiệu. ba Thân thể của hắn mềm nhũn và ngã trên mặt đất, sinh mệnh tinh khí biến mất. Lúc này toàn trường ồn ào, chiến đấu như thế thật đặc sắc, mà cuối cùng một người kết thúc rất đẫm máu, thỏa mãn khát vọng khát máu của bọn họ, tự nhiên xem đã ghiền. Lồng giam quy tắc biến mất, mang ý nghĩa lăng hàn có thể rời đi lăng hàn thu thập tâm tình hắn nghênh ngang rời đi chỉ chém giết một lâm vân mà thôi còn chưa đủ cho hắn cao hứng mà hắn vẫn còn nhớ một kích cuối cùng của lâm vân một kích này phi thường cường đại hắn hiện tại không cách nào ngăn cản cho dù hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp cũng bị thương thổ huyết đế tử thật không thể khinh thường nhất là sau khi bước vào chân ngã cảnh có thể vận dụng đạo tắc thủ đoạn quá nhiều cũng không có biện pháp đế tử chảy đế huyết đây là phúc ấm tổ tiên, không có quan hệ tới thiên phú và cố gắng, hâm mộ không được. Lăng Hàn tiếp tục khổ tu, hắn cần phải nhanh chóng gia tăng tu vi của mình, hắn không cần quản chuyện khác. Từng trận chiến đấu kế tiếp, Lăng Hàn đạt được nguyên đạo thạch càng ngày càng nhiều, nhưng hắn không đạt được bất cứ manh mối nào khác, không biết nơi sản sinh nguyên đạo thạch nằm ở đâu. Hắn thắng liên tiếp 100 trận, sáng tạo ra một ghi chép mới, bởi vậy, Hắc Ám Sa Trường còn cố ý đưa cho hắn một bộ áo giáp, cũng không có tăng tác dụng chiến lực nhìn nó chịu ai hùng mà thôi. Được hắc ám sa trường yêu cầu, mỗi lần hắn ra sân sẽ mặc bộ chiến giáp này, được phong làm nhất quyền vương giả. Bởi vì trong chiến đấu sau đó, hắn đều dùng một quyền bại địch. Sau khi hắn kết thúc chiến đấu, hắn sẽ thay y phục và rời đi. Vài lúc hắn vừa cởi chiến giáp ra, hắn phát giác có người lặng lẽ tiến vào, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là nữ tử tóc đỏ, ánh mắt nhu tình như nước, vũ mị tận xương. Ta tên là Di Thanh Điệp, nữ tử tóc đỏ tự giới thiệu mình, sau đó nhìn chằm chằm vào ngực Lăng Hàn, nàng còn liếm môi biểu hiện say đắm. Lăng Hàn đã biết rõ thân phận nữ tử này, cháu gái của Sích Nguyệt Tôn Giả. Khốn kiếp, tại sao Nguyên Minh không có nói với hắn, nữ nhân này lại giống hoa si. Di cô nương, Lăng Hàn gật đầu, hắn nhanh chóng mặc áo vào. Di Thanh Điệp nuốt nước bọt, nói, ngươi ở chỗ này quyết đấu sinh tử, không phải là vì nguyên đạo thạch sao? Đến, chỉ cần theo tỷ tỷ, về sau ngươi muốn bao nhiêu nguyên đạo thạch, tỷ tỷ sẽ cho ngươi bao nhiêu chương 4731, manh mối. Ách, đối phương bao nuôi mình sao? Lăng Hàn bật cười, hắn còn có thể được bao nuôi. Tiểu đệ đệ, người cười thật mê người. Di Thanh Điệp liếm liếm mở môi, dáng vẻ hận không thể nuốt chừng Lăng Hàn. Lăng Hàn khoát tay áo, nói, thật không tiện, ta bán nghệ không bán thân. Vậy tỷ tỷ không trả tiền, vậy thì không tính bán thân. Di Thanh Điệp nói rất vô sỉ, Lăng Hàn kém chút im lặng, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, hắn khoát tay áo, muốn cướp cửa mà đi, gấp cái gì, Di Thanh Điệp ngăn cản trước cửa, Lăng Hàn chỉ cười và sượt qua người, việc này chỉ là chút lòng thành. Tiểu đệ đệ, Di Thanh Điệp vội vàng đuổi theo, chờ tỉ tỉ một chút, Lăng Hàn sẽ không để ý tới, hắn nghênh ngang rời đi, tốc độ cực nhanh. Di Thanh Điệp nhanh chóng truy đuổi, nàng thèm nhỏ dãi Lăng Hàn hùng tráng không phải mới một hai ngày. Lăng Hàn không để ý tới, nhanh chân rời đi, a à, vừa mới tới xa trường, hắn thấy một người tiểu lang gia tổ hóa an không sai vị nhị thế tổ đỉnh cấp này có một ngoại hiệu tự nhiên bởi vì hắn thức tỉnh huyết mạch lang tộc lại truy đuổi lâm vân khắp thành mới có được tiểu lang gia lang hàn lập tức kêu lên tổ hóa an có xúc động tắt hắn một cái hắn cảm thấy cái ngoại hiệu này vô cùng nhục nhã nhưng thời điểm nhìn thấy lang hàn hắn sinh ra kính nể từ đáy lòng đó là một loại sợ hãi và phục tùng ngấm vào xương cốt có có chuyện gì hắn cố giả bộ chấn định giúp ta ngăn cản kẻ điên phía sau lăng hàn nói hắn lập tức thoát thân tổ ngoá an nhìn thấy di thanh điệp ở phía sau hắn ước gì đối phương ăn tươi lăng hàn mới tốt nhưng hắn không thể kháng cự mệnh lệnh của lăng hàn đành phải đứng ra ngăn cản tổ ngoá an không nên làm hỏng chuyện tốt của ta di thanh điệp khó chịu mắt thấy lăng hàn sắp chạy mất nàng vội vàng đuổi theo tổ ngoá an hừ một tiếng nói cút đi đừng chọc ta a à, đã thức tỉnh huyết mạch tính tình cũng lớn hơn rất nhiều di thanh điệp cũng tức giận không nhỏ oanh hai người lập tức đánh nhau kịch liệt không gì sánh được lang hàn chưa đi xa hắn dừng lại ở một góc cua từ một nơi bí mật nhìn hai người đánh nhau hắn đang quan sát khen lệnh đại đế ảnh hưởng tới tổ hóa an lớn bao nhiêu giống như thứ này có thể hiệu lệnh lang tộc cho dù tổ hóa an là gà mờ trong lang tộc ha ha ta cũng nên lợi dụng một chút lang hàn quay người rời đi một sau đó hắn đi bái phòng tiểu lang gia sau khi nhận được phong báo tổ hóa an bất đắc dĩ mời lang hàn đi vào ngươi tới làm gì hắn ngoài mạnh trong yếu nói lang hàn mỉm cười đến thăm bằng hiếu ai là bằng hiếu của ngươi quỷ mới là bằng hữu của ngươi tổ hóa an nói thầm nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài hắn chỉ hừ một tiếng lang hàn bắt đầu nói bóng nói gió hắn thăm dò tổ hóa an có biết bí mật quạng mỏ nguyên đạo thạch hay không hắn là cháu trai thương yêu nhất của tôn giả có khả năng có hy vọng hắn tươi cười tổ hóa an lại biết được mỏ nguyên đạo thạch đang nằm tại hắc vân sơn ngoài thành tin tức cũng không xác thực, bởi vì tổ hóa an chỉ biết rõ, huyết nha tôn giả mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đi tới Hắc Vân Sơn một chuyến. Dựa theo đó mà suy tính, Hắc Vân Sơn có vài phần khả năng là vị trí mỏ nguyên đạo thạch. Lăng Hàn gật đầu, hắn nhanh chóng rời đi, hắn không có lập tức hành động, hắn tiếp tục chiến đấu bên trong Hắc ám xa trường kiếm lấy nguyên đạo thạch, hắn tiến vào nơi đây đã được một năm, tu vi của hắn đạt tới đệ tứ hình trung kỳ, tiến bộ có thể nói là khá kinh người. Nhưng mà, hắn cũng không phải không có trả giá đắt, hắn đã tổn hao hơn 300 năm thọ nguyên. Chân ngã cảnh trên lý luận có một vạn năm thọ nguyên, cho nên, hắn vẫn thừa nhận nổi cái giá hơn 300 năm thọ nguyên. Dù sao, chỉ cần đột phá hóa linh, thọ nguyên cực hạn của hắn sẽ tăng lên tới hai vạn năm. Cách mấy ngày sẽ có người tới tử vong thành, không phải kẻ lưu vong thì chính là người lịch luyện, gần đây lại nghênh đón một làn sóng mới, cách mỗi ngày đều có người đến. Mà người mới có thanh danh vang dội, phi thường cường thế lúc tên của đối phương truyền vào tai của lăng hàn hắn cảm thấy kinh ngạc bởi vì đó chính là đinh thụ tại sao gia hỏa này chạy tới đây lăng hàn nghĩ nghĩ có thể tài nguyên của phật tộc bắc thiên vực đã không đủ trèo chống tu vi của hắn tăng lên siêu cấp thiên tài giống như bọn họ năng lực mộ đạo mạnh đến mức đáng sợ chỉ cần có tài nguyên không dứt tu vi sẽ tăng lên như bay trái lại thiên tài bình thường cho dù có nguyên đạo thạch cũng không được trình độ mộ đạo không đủ cưỡng ép gia tăng tu vi sẽ xong đời cho nên đinh thụ lựa chọn giống như hắn lang hàn nghĩ nghĩ hắn không để ý tới yên lặng nhiều ngày như vậy hắn cũng nên đi hát vân sơn xem một chút hắn lặng lẽ ra khỏi thành hắn nhanh chóng đi tới nơi cần tới đây là ngọn núi cao không gì sánh bằng nó như thanh kiếm đâm vào bầu trời lang hàn tìm kiếm trong núi thần thức thả ra và lục soát từng tấc đất đáng tiếc nơi này không có địa mạch có thể mượn dùng nếu không tốc độ hắn thăm dò sẽ tăng lên gấp trăm lần chỉ cần không có chiến đấu hắn sẽ có thể thăm dò nhưng nửa tháng trôi qua hắn không phát hiện manh mối gì hắn lại đi tới chỗ tổ hóa an hắn tìm hiểu tình huống một chút sau đó hắn lại đi hắc vân sơn huyết nha tôn giả gần nhất đến nơi này quả nhiên hai ngày sau có cường giả đáp xuống đỉnh núi huyết nha tôn giả lang hàn chưa từng gặp qua nhưng hắn cảm thấy có khí thức đáng sợ hắn biết đó là tôn giả hắn sử dụng áo choàng hư không thú lại phát động quỷ ảnh bộ song trọng yểm hộ mới đi lên đỉnh núi Sell. Xèo, 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 thời điểm hắn tới đỉnh núi, lại có bốn bóng dáng cường đại đáp xuống. A, à, năm người này vô cùng cường đại, đều tỏa ra khí tức tôn giả. Năm tên tôn giả của Tử Vong Thành, nói cách khác, tôn giả đầu tiên chưa chắc là huyết nha tôn giả. Năm tên tôn giả đến chia cắt Nguyên Đạo Thạch sao? Lăng Hàn cảm thấy tim đập nhanh, rất nhanh, hắn đi tới đỉnh núi, chỉ thấy năm tên tôn giả đang ngồi xếp bằng giống như tượng đá. Cố ý chạy bên ngoài thành, như vậy khẳng định không phải đến ngồi giao lưu với nhau ông một đạo thần thức đáng sợ đảo qua quét qua thân thể lăng hàn chỉ thấy một lão giả đứng lên trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực xích nguyệt người vừa nghi thần nghi quỷ một lão giả mọc ra đôi cánh đỏ rực cười nói không cần phải nói hắn khẳng định là huyết nha tôn giả lão giả vóc người khỏe mạnh chính là xích nguyệt tôn giả dùng thần thức dò xét nói đây không phải nghi thần nghi quỷ mà là cẩn thận Chương 4732, suy đoán. Đã có hai người mở miệng, ba tên tôn giả còn lại cũng không tiếp tục truyền âm, bọn họ cùng lên tiếng. "Các vị, nơi này không có đạo tác thánh cấp, hơn nữa, người tử vong thành chỉ có giết chóc, không có tín ngưỡng." Phạm Hải Bồ Tát nói, "Cho nên, ở chỗ này chúng ta không có cách nào thành thánh, nhất định phải đi ra ngoài." Ai không muốn thành thánh, nhưng vấn đề là, các ngươi nhớ nguyên nhân chúng ta tiến vào nơi này làm hay không?" Cửu cung tôn giả nói những người kia, hoặc là nói thế lực này biết được chúng ta ra khỏi ám vân địa ngục, chúng sẽ ngồi nhìn chúng ta đột phá thanh cấp. Bọn họ lúc trước cũng không phải cam tâm tình nguyện tiến vào nơi này, mà là bị lưu vong, còn tốt, mạng bọn họ lớn, ở chỗ này chẳng những không chết, ngược lại từng bước một trở thành đại năng tôn giả. Nhưng mà, tôn giả có thể xương vương ở chỗ này, nhưng chạy ra bên ngoài vẫn bị thánh nhân áp chế. Hơn nữa, cơ nghiệp chúng ta ở chỗ này, chẳng lẽ từ bỏ như vậy sao? Băng tàm tôn giả nói lời này làm năm đại tôn giả im lặng bọn họ đương nhiên không bỏ xuống được mọi thứ ở nơi này nguyên đạo thạch quá hữu dụng mặc dù cần dùng thọ nguyên làm đánh đổi nhưng tin tưởng trên đời này có rất nhiều người nguyện ý tốn nhiều tiền đi thu hoạch tay cầm tài nguyên như thế bọn họ đủ sức trở thành thế lực lớn chuẩn bị nhiều năm như vậy chẳng lẽ các vị còn chưa thấy đủ sao huyết nha tôn giả thản nhiên nói hơn nữa các vị còn không biết thiên hạ đại thế hiện tại sao chân long uyên mở ra Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa xuất thế, người nào cũng biết chân tướng. Thành kỳ thành đế đã tới, nếu chúng ta không bắt được cơ hội này, ha ha, các vị sẽ không hối hận sao? Hắn nói câu này làm bốn tôn giả động tâm không thôi, chỉ cần là võ giả, có kẻ nào không muốn thành đại đế? Bởi vì bị Thiên Phú, tài nguyên các loại điều kiện hạn chế, tuyệt đại bộ phận người đều tự hiểu lấy mình có khả năng trở thành tôn giả, bản thân đã đại biểu Thiên Phú võ đạo cường đại, năm đại tôn giả không có suy nghĩ. Tốt bản tôn đồng ý ra ngoài, cửu cung tôn giả gật đầu, nhưng mà, làm thế nào tiếp tục trưởng khống nơi đây, nhất định phải nghĩ một biện pháp thích đáng. Đối với người cảnh giới thấp mà nói, nơi này tiến vào dễ dàng ra ngoài khó, nhưng đối với chúng ta tới nói lại rất dễ dàng, muốn đi vào lại khó khăn. Phạm Hải Bồ Tát nhìn bốn người khác, lại chờ ba năm thì thế nào? Huyết nha tôn giả chậm rãi gật đầu, tốt, lại chờ thêm ba năm, ba năm sau, quên đi tất cả, xông ra khỏi nơi đây, vì mục tiêu thành đế nói xong năm đại tôn giả phá không bay đi lang hàn không có nhúc nhích qua một lúc lâu chỉ thấy thân hình xích nguyệt tôn giả hiển hiện hắn nghi ngờ dò xét chung quanh lẩm bẩm lẽ nào thật sự là bản tôn đa nghi dứt lời hắn rời đi lần nữa lang hàn vẫn không có hành động qua chỉ ít nửa ngày sau thân hình xích nguyệt tôn giả lại xuất hiện lão gia hỏa này có bệnh đa nghi chỉ bởi vì hoài nghi cho nên hắn giả vờ rời đi hai lần lang hàn lặng lẽ rời đi người thích đến mấy lần thì mấy lần ta không chơi với ngươi. hắn đã khẳng định. Hắc Vân Thạch cũng không phải là nơi sản xuất nguyên đạo thạch, mà là địa phương năm đại tôn giả gặp mặt thương nghị. về phần tại sao nhất định phải ra khỏi thành tới đây, Lam Hàn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết rõ. mỏ nguyên đạo thạch không ở chỗ này, vậy nó ở nơi nào? còn có một điểm rất khả nghi, tử vong thành đã tồn tại rất nhiều năm, cho dù có mỏ cũng sớm bị khai thác sạch sẽ. nghe khẩu khí của năm đại tôn giả, nguyên đạo thạch còn chưa đào xong cho nên bọn họ mới nghĩ vĩnh viễn trưởng khống nơi này. Chuyện này không hợp đạo lý, chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm, kỳ thật nguyên đạo thạch cũng không phải là khai thác ra. Khoáng thạch nha, suy nghĩ một chút khẳng định sẽ có khu đào quáng, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, đạo thạch không khai thác từ mỏ, mà là cường giả luyện chế. Cho nên, nguyên đạo thạch cũng chưa chắc được khai thác ra. Lăng Hàn suy nghĩ, đầu tiên, thứ này nhất định không phải luyện chế, nếu không không có khả năng trở thành đặc sản của tử vong thành, thứ hai dạng tài nguyên này khẳng định bị năm đại tôn giả cùng nắm giữ không thì bọn họ không ở chung hài hòa như thế như vậy địa phương nào do năm đại tôn giả cùng khống chế lang hàn xứng sờ hắc ám xa trường đúng vậy hắn hiểu ra đây là nơi năm đại tôn giả cùng khống chế lang hàn lúc trước đã có khó hiểu tổ chức thi đấu như vậy làm gì năm đại tôn giả có thể đạt được chỗ tốt sao chuyện không có lợi lại vì cái gì tôn giả muốn làm hiện tại liên hệ cả hai với nhau Lăng Hàn có cảm giác mình đã tìm được chân tướng. Lăng Hàn quyết định đi tới nơi hắn chiến đấu vô số lần. Hắn trở lại tử vong thành, đi hắc ám xa trường. Lần này, hắn mang tâm tình khác biệt tới đây. Mỗi một nơi đều có người ta tấp nập, có khả năng ẩn giấu bí mật nguyên đạo thạch sao. Nhưng nếu như đây là nơi sản sinh nguyên đạo thạch, có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, có ai nghĩ nguyên đạo thạch lại đặt ở đây? Tâm tính không giống nhau, Lăng Hàn lập tức phát hiện địa phương quái dị nơi này kỳ thật không chỉ là khán đài khu vực chiến đấu hậu trường lăng hàn phát hiện có một thông đạo đi xuống đất nhưng cái thông đạo này bị phong tỏa cũng hạ cấm chế cường đại bình thường nơi này có người đến người đi lăng hàn không có thời gian đi phá giải chờ tới ban đêm nơi này sẽ bị phong tỏa thủ vệ xâm nghiêm sau nửa đêm lăng hàn sử dụng quỷ ảnh che đậy thân thể hắn cẩn thận nghiên cứu cấm chế hắn lắc đầu đây là tôn giả hạ cấm chế hắn căn bản không có khả năng phá giải cho dù có năng lực phá giải cũng sẽ kinh động tôn giả bố trí cấm chế, với quy mô của tử vong thành, năm vị đại lão sẽ lập tức xuất hiện. Thật không có biện pháp sao, Lăng Hàn trở về, hắn vắt hết óc nghĩ biện pháp. Hai tháng sau, hắn lấy được nguyên đạo thạch nhiều hơn, bởi vì thắng liên tiếp không ngừng mở rộng, hắn cũng nhận được ban thưởng phong phú, tu vi của hắn đạt tới đệ tứ hình đỉnh phong. Hắn đặt chuyện phá giải cấm chế sang một bên, hắn bắt đầu toàn lực xung kích đệ ngũ hình. Đệ tứ hình là kim thai, đệ ngũ hình là cái gì không nhất định mỗi người đánh vỡ cực hạn tu ra đệ ngũ hình không giống nhau có thể là tử khí nguyên thai có là lưu ly li ngọc thai cho nên trước khi đột phá lăng hàn cũng không biết nó sẽ hình thành cái gì đến bắt đầu xung kích lăng hàn bế quan xung kích đệ ngũ hình hắn rất có lòng tin đánh vỡ cực hạn đệ ngũ hình là cực hạn với người khác đối với hắn lại không phải nghe nói thế hệ hoàng kim từng có người đạt tới đệ bát hình như vậy mục tiêu của hắn là đệ cửu hình cũng không thể ngồi ngang hàng với đám kia. Chương 4733, tìm giúp đỡ. Lăng Hàn bắt đầu xung kích đệ ngũ hình, chân ngã trải qua lột xác nhiều lần, uẩn dưỡng đạo tắc càng ngày càng nhiều, nó càng muốn lột xác càng khó. Cho nên, tại phần lớn võ giả mà nói, tứ hình chính là phần cuối, có thể đi xung kích hóa linh cảnh, mà hóa linh cảnh cũng là điểm cuối cùng của bọn họ, không có khả năng lại có tăng lên. Muốn có hy vọng xung kích giáo chủ, nhất định phải đánh vỡ cực hạn, đạt tới đệ ngũ hình. Từ điểm đó mà nói, mỗi một vị giáo chủ đều có giá trị kinh người, sẽ không có người tầm thường. Đương nhiên điểm cuối cùng của Lăng Hàn không chỉ là giáo chủ, cho nên, đệ ngũ hình chỉ vừa mới bắt đầu, nếu hắn đột phá đệ ngũ hình còn khó khăn, hắn nên quay về trông nom hải tử đi. Hắn không ngừng hiểu ra, trong thức hải, hủy diệt chân ngã tỏa ra kim quang, đây là kim thai, nhưng hiển nhiên còn không có nhìn ra hướng tiến hóa. Lăng Hàn không vội, hắn lắng động tích lũy của mình hóa thành cảm mộ thiên địa. Ở trong đầu của hắn, Đạo tác trí cao chấn động. Đây không phải đến từ chín đại chân ngã của Lăng Hàn, mà là năng lượng tầng thứ cao tạo thành, hiện tại, những chân ngã hạch tâm như thức tỉnh và dẫn động quy tắc trí cao. Lăng Hàn rút ra những đạo tác này ra chỉ vào chân ngã, cũng thúc đẩy chân ngã tiến hóa. Nhưng chân ngã đạt tới tứ hình, chúng đã tràn đầy tính bài xích, đạo tác ra chỉ sẽ bị đánh vỡ. Lăng Hàn chỉ có thể từ từ sẽ đến, từng giờ từng phút, thức hải không ngừng biến hóa, cấp độ sinh mệnh tăng lên. Chắc chắn chờ hắn bước vào đệ ngũ hình thì hạn mức cực hạn của thể tu cũng mở ra. Ở hắn không ngừng nỗ lực, hủy diệt chân ngã bài xích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bắt đầu chuyển hóa thành đệ ngũ hình. Oanh, trong thức hải của hắn xuất hiện sóng to gió lớn, hủy diệt chân ngã tỏa ra kim quang cũng tối tăm, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, hào quang tam thải thai rực sáng. Thành công, khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng hắn không có chút nào ý dừng lại, hiện tại vừa mới tiến hóa tới hạn mức cao nhất, thiên địa hội có gia trì chính là thời điểm gia tăng tu vi tốt nhất sao có thể gián đoạn chứ hắn lại không nghĩ tới đệ ngũ hình của chính mình lại là tam thải thai giống như có người tu đến đệ lục hình thậm chí đệ thất hình mới có thể thai ngén ra nhưng lăng hàn vừa mới bước vào đệ ngũ hình đã tu ra tam thải thai thai vậy sau này tu ra đệ lục hình đệ thất hình thì sao tứ thải thai ngũ thải thai thai lăng hàn không khỏi tràn đầy chờ mong đây là một bước cực lớn vượt qua hắn đè xuống ngưng phấn tiếp tục tu luyện hủy diệt chân ngã đang tái tạo tam thải thai càng ngày càng sáng mặc dù chỉ mới có một cái nhưng còn trói mắt hơn tám chân ngã khác cộng lại bởi vì đây là tiến hóa về chất đã hoàn toàn khác biệt ba ngày sau đó lăng hàn đã ngừng lại hủy diệt chân ngã hoàn toàn tiến hóa thành tam thải thai thể thuật hạn mức cao nhất của hắn cũng mở ra có thể duy trì lấy hắn tiếp tục tăng lên cũng không thua kém gì bí lực nếu hiện tại chiến với lâm vân ta chỉ dùng vài phút là có thể tiêu diệt hắn Lăng Hàn cảm ứng lực lượng của mình một lần, hắn tươi cười. Hai loại lực lượng nguyên thủy đạt tới tứ thập ngũ trọng thiên, nếu cùng bộc phát, lực lượng sẽ tăng lên ngũ thập trọng thiên, lại tăng thêm đế thuật, chiến lực cực hạn có thể đạt tới lục thập nhất trọng thiên. Lăng Hàn gật đầu, lẩm bẩm nói, đối với người bình thường, tiên thuật mới là vương đạo, dù sao đạt tới chân ngã đại viên mãn cũng chỉ có lực lượng thập nhị trọng thiên, nhưng một môn đế thuật cao nhất đã tăng lên chín trọng thiên. Nhưng đối với ta mà nói, lực lượng mới là vương đạo không có lực lượng hỗ trợ đế thuật cũng không đáng chú ý hắn xuất quan hắn lại dùng tinh lực phá giải cấm chế của hắc ám sa trường nhưng mà nguyên đạo thạch vẫn phải kiếm lang hàn đi tới hắc ám sa trường hắn hủy bỏ trạng thái ngưng chiến đương nhiên cũng chỉ có nhân vật đầy công huân như hắn mới có đãi ngộ này người khác làm như vậy sẽ bị xem như vứt bỏ chiến đấu sau ba lần như thế trong ba năm không thể chiến đấu trong hắc ám sa trường hắn lại nhân cơ hội nghiên cứu một lần nhưng dù tu vi tăng lên một cấp độ hắn vẫn khó giải cấm chế. Có lẽ hắn nên tìm ngoại viện, Lăng Hàn quyết định đi tìm một người, đinh thụ, hắn nhanh chóng tìm được gia hỏa tương tự mình trong khách sạn, gia hỏa này đang tán gái, hắn sống rất tiêu sái. Nhìn thấy Lăng Hàn, đinh thụ cười một tiếng, phất phất tay. Các mỹ nữ, ta có khách, lần sau lại trò chuyện. Ba mỹ nữ đều cười lớn, sau đó đứng dậy rời đi. Đinh thụ chỉ vào ghế trống, quấy giày ta tán gái, cho nên, người tốt nhất có chuyện rất trọng yếu, không thì ta sẽ rất tức giận lăng hàn cười cười thế nào không làm phật tử rồi thôi đi không có chất béo gì hơn nữa phật thổ lại phái người tới gây khó khăn cho ta đủ đường cho rằng ta thật ăn chay đinh thụ suy một tiếng lăng hàn hiếu kỳ nói ngươi là kẻ nào trong đám thủy nhất vạn đạo đinh thụ nhìn lăng hàn sau một lúc hắn mới nói không phải nhưng mà ta thấy mấy người kia có tiếng không có miếng nhất là tinh không đệ nhất nhân ha ha thật sự làm ta cười rụng răng lại dám khoe khoang như thế, thật sự muốn gặp hắn một lần, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lăng Hàn sờ cằm, có người muốn đánh hắn răng rơi đầy đất, hắn có nên giáo huấn đối phương hay không? Nhưng mà đinh thụ thế không phải ba tên quái vật thủy nhất sao? Lăng Hàn đã đấu với bọn họ, mặc dù chỉ thông qua tinh võng, không có khả năng đại biểu thực chiến, nhưng ba tên kia có thực sự rất mạnh. Cho nên, đinh thụ không phải ba người này cũng làm Lăng Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng rồi, người muốn làm gì? đinh thụ hỏi lang hàn cũng bỏ qua tìm hiểu thân phận của đám người thủy nhất hắn đi vào chính đề nói người tới nơi này tự nhiên là vì nguyên đạo thạch cho nên ta phát hiện ra nơi có khả năng sản xuất nguyên đạo thạch không biết người có hứng thú đi cùng ta hay không ồ đinh thụ lập tức sinh ra hứng thú hai mắt phát sáng đương nhiên là có hứng thú lang hàn cười một tiếng nhưng mà chỗ đó bị phong ấn cho dù ta là trận đạo tông sư cũng không thể phá giải người có bảo vật gì có thể phá giải trong nháy mắt hay không đinh thụ hít mắt hắn nhìn lăng hàn một hồi trầm ngâm không nói gì hắn thật sự có bảo vật như thế nhưng thứ này quá chân quý có thể cứu mạng vào lúc ngấu chốt vạn nhất lăng hàn tính sai thì hắn tổn thất lớn nếu thật tìm được nguyên đạo thạch làm sao phân phối đinh thụ hỏi đương nhiên là chia đều 5 năm năm lăng hàn nói một cung cấp địa điểm một mang theo hai người tiến vào cho nên công lao tương đương tự nhiên là chia đều Đinh Thụ chỉ do dự một chút, nói, tốt, hắn cũng là chúa tể nguyên thế giới, đương nhiên không thiếu quả quyết. Lúc nào hành động, ngày mai, chương 4734 kết thúc qua loa. Lần này đi thám hiểm rất thuận lợi, mở ra cấm chế, bên trong chính là kho hàng nguyên đạo thạch rất lớn, chia cắt xong liền bỏ chạy. Nhưng cũng có thể sẽ có khó khăn, không biết gặp được nguy hiểm gì. Cho nên, Lăng Hàn và Đinh Thụ đều đi tạm dừng tiếp chiến, vạn nhất thực sự gặp được tình huống gì, bọn họ cũng có thể sử dụng cái cớ bế quan để thoái thác trách nhiệm. Nhưng bọn họ vừa mới đi hắc ám xa trường, còn không đưa ra yêu cầu xin giúp đỡ thì nhận được thông báo xuất chiến. Đối thủ chính là bản thân bọn họ. Thú vị, Đinh Thuộc tươi cười, Lăng Hàn, ta vẫn muốn luận bàn chân chính với ngươi. Lăng Hàn thu được thông chi, nếu lúc này ngưng chiến sẽ là cố ý tránh chiến, sẽ đưa vào hạn mức ba lần. Tốt, hắn gật đầu, hắn cũng không thiếu chút thời gian này. Nha, chính là xế chiều hôm nay đinh thụ vỗ vỗ vai lăng hàn ta cũng sẽ không nhường nếu người quá yếu sẽ thua rất khó coi yên tâm người thua là ngươi lăng hàn cũng vỗ vỗ vai đinh thụ hai người hiện tại có quan hệ hợp tác nhưng với thiên phú cực cao của bọn họ tương lai tất nhiên là đối thủ cạnh tranh đế vị mạnh mẽ nhất có lẽ bọn họ chiến đấu với nhau cả đời thẳng đến khi người nào đó thành đế mới thôi giống như lăng thiên tổ vương và cửu dương thánh nhân năm đó bọn họ một đường đánh với nhau lẫn nhau có thắng bại không đến một khắc cuối cùng thật sự không biết ai sẽ thắng vậy thì chờ mong cuộc chiến buổi chiều cũng thế hai người không có trở về đều nghỉ ngơi trong hắc ám xa trường điều chỉnh một chút trạng thái dù sao đối thủ rất mạnh rất nhanh thời gian đã tới buổi chiều hắc ám xa trường tương đối xem trọng hai người bọn họ các khu vực chiến đấu khác đều chống không từ đó hai người có thể buông tay buông chân thỏa thích xuất thủ nhận được tin tức đám người lập tức tụ tập lang hàn mạnh mẽ đã sớm chứng minh qua chiến tích thậm chí có được danh xưng nhất quyền vương giả, mà đinh thụ cũng bất phàm, sau khi tiến vào hắc ám xa trường vẫn chưa thua một lần. Nhưng mà, hai người gặp nhau hôm nay nhất định có một người sẽ bại, phá đi kim thân bất bại. Trên khán đài, mọi người cùng nhau hò hét điên cuồng. Tổ Ngoá An, Di Thanh Điệp và các nhị thế tổ đỉnh cấp đều xuất hiện, bọn họ đều mang theo tâm tư. Lang Hàn và Đinh Thụ đứng cách nhau 10 trượng dáng vẻ thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tới đi, Đinh Thụ nói, sau đó hắn thay đổi dáng vẻ bất cần đời hắn tỏa ra chiến ý hừng hực đạo tắc cụ thể hóa sau lưng xuất hiện gốc đại thụ màu xanh tỏa ra uy áp đáng sợ còn chưa xuất thủ đâu chỉ khí thế đẻ ép đã làm sắc mặt vô số người khó coi bọn họ muốn thổ huyết quá mạnh lang hàn bình thản hắn phát động nhãn thuật dò xét đinh thụ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng rất nhanh hắn tươi cười cổ quái bởi vì đinh thụ chỉ là chân ngã đệ tứ hình tại sao kém hơn hắn một tiểu cảnh giới cũng bình thường bởi vì lăng hàn còn tiến vào nơi này trước đinh thụ một năm mà một năm này đã giúp hắn từ đệ tam hình bước vào đệ tứ hình đặt ở bên ngoài luyện hóa nhiều thiên tài địa bảo cũng không nhanh như thế đoán chừng đế tộc cũng phải hạ vốn gốc mới có thể làm được nhưng phật tộc bắc thiên vực chỉ có thể nói là thế lực thánh cấp tự nhiên không thể nào làm được cho nên cảnh giới đinh thụ bị lăng hàn bỏ lại đằng sau mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới nhưng tu vi thấp hơn lăng hàn còn muốn chiến thắng hắn nói đùa sao Quên đi, Lăng Hàn áp chế tu vi một lần, cũng không thể ức hiếp người ta, vậy thì áp chế lực lượng nguyên thủy tương đương với đinh thụ. Đến, đinh thụ xuất thủ, đạo tắc sau lưng chập trờn, hưu hưu hưu, vô số lá cây hóa thành phi tiêu quét qua Lăng Hàn. Những lá cây này đều là do đạo tắc hình thành, nếu như bị cắt chúng, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt. Người xem nhìn thấy lá cây bay về phía bọn họ, cả một đám gặp phải tai nạn. Dưới hóa linh không có ai ngăn cản được, nhưng Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn mở màn sáng tinh thần. T, người nghĩ như vậy là có thể ngăn cản hay sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, lăng hàn quá tự phụ. Hiu hiu hiu, lá cây do đạo tác biến thành đánh vào hộ thuẫn, ngay sau đó màn sáng run rẩy mặc dù màn sáng tinh thần châu bò cũng bị đánh nát nhanh chóng. Dư lực vẫn đánh vào người lăng hàn, bành, bành bành bành, tia sáng xuất hiện. Cái gì, tất cả mọi người há hốc mồm, chỉ thấy lăng hàn đứng cao ngạo bất động, hắn giống như thành lũy khủng bố đứng sừng sững trong thiên địa có màn sáng tinh thần ngăn cản, lực công kích không vượt qua sáu trọng thiên, đinh thụ làm sao có thể làm hắn bị thương chứ. Đinh thụ sẽ không để ý, nếu công kích đơn giản như vậy mà lăng hàn cũng đỡ không nổi, hắn xứng là đối thủ của mình hay sao? Giết, hắn thả người lao tới tấn công lăng hàn, bành, lăng hàn tiếp một kích, thân thể lui về phía sau vài bước. Ha ha, không nghĩ tới sao, đinh thụ cười to, lăng hàn gật đầu, thật không nghĩ tới người cũng trở thành thể thu hắn không nghĩ tới đinh thụ lại tu hành thể thuật đuổi kịp tu vi cho nên hắn đánh ra lực lượng yếu một chút cho nên ăn thiệt thòi trước đinh thụ nếu không phải như thế vì sao tu vi của ta tăng lên chậm như thế đinh thụ nói sau đó hắn nhíu mày vì cái gì lực lượng của ngươi yếu hơn ta a à, ngươi cố ý áp chế lực lượng sao lăng hàn nhoẻn miệng cười thật xấu hổ ta đã là đệ ngũ hình đinh thụ buồn bực hắn muốn đánh một trận vui sướng nhưng lăng hàn áp chế tu vi như vậy có ý gì không đánh, hắn rất vì hứng, trực tiếp xoay người rời đi. Trận chiến này xem như ta thua, chờ chúng ta cảnh giới tương tự sẽ tái chiến. Lăng Hàn thở dài, hắn vốn định áp chế cảnh giới luận bàn với đinh thụ một lần, không nghĩ tới đối phương lại bù xong thể thuật, từ đó làm hắn tính sai lầm, chỉ có hai chiêu là xong việc. Cũng được, về sau tái chiến, Lăng Hàn lắc đầu, hắn cũng rời khỏi hắc ám xa trường, lưu lại một đám khán giả ngây người. Kết thúc như vậy sao? Các ngươi làm cái gì vậy? cũng bởi vì như thế lăng hàn cùng đinh thụ yêu cầu xin ngưng chiến cũng không được thông qua ngược lại còn đưa ra thông điệp nếu bọn họ ngưng chiến vậy sau không cần xuất hiện trong hắc ám sa trường nữa thậm chí còn bị đuổi ra khỏi tử vong thành không có biện pháp lăng hàn cùng đinh thụ đành phải quyết định tạm hoãn kế hoạch đúng lúc này lại có một thiên tài vô cùng cao minh tới tử vong thành bích lạc đế tộc hàn đế đây là người nổi bật trong thế hệ bạch ngân vừa tiến vào hắc ám sa trường đã yêu cầu chiến đấu với lăng hàn thích hắn đánh sinh tử, trong lời nói còn mang theo khinh miệt không gì sánh được. Hàn đế, lấy đế làm tên, hắn tự tin có thể thấy được rõ ràng. chương 4735, tiền của phi nghĩa. Đế tử thế hệ Bạch Ngân đương nhiên cường đại, hắn một đường quét ngang, hoàn toàn không có đối thủ. Rất nhanh, hắc ám xa trường cũng an bày hàn đế giao đấu với đinh thụ. Trên lôi đài bình thường, trước khi biết được thực lực của đối thủ, đương nhiên đinh thụ sẽ không đánh sinh tử chiến, hắn là bá chủ nguyên thế giới, làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế sự thật chứng minh đây là cách làm sáng suốt hàn đế chính là chân ngã đệ thất hình mặc dù vừa mới bước vào cấp độ này nhưng nghiền ép đinh thụ gần ba tiểu cảnh giới cho dù thiên phú đinh thụ yêu nghiệt cũng không được hắn bị áp chê quá thảm trận chiến này lấy đinh thụ thất bại mà kết thúc sát tính của hàn đế cực nặng nếu không phải đinh thụ nhận thua thoát khỏi kịp thời hắn thậm chí sẽ bị đánh chết tại trận tên vương bát đản này sau trận đấu lang hàn đi khách sạn thăm hỏi đinh thụ hai người hiện tại đạt thành hiệp nghị thuộc về minh hữu đi vào đã nghe thấy tiếng chửi mắng của đinh thụ nếu như cảnh giới tương đương cho dù ta thấp hơn một tiểu cảnh giới cũng có thể đánh chết hắn đinh thụ đang kêu gào hiển nhiên hắn không phục lang hàn cũng tin tưởng bá chủ nguyên thế giới như bọn họ đánh nhau cùng cấp khẳng định nghiền ép thế hệ bạch ngân thậm chí thế hệ hoàng kim cũng có thể dẫm dưới chân không có biện pháp tranh lệch cảnh giới quá lớn đinh thụ cũng chỉ có thể nuốt quả đắng còn tốt người cuối cùng cũng thoát được một mạng lang hàn cười nói ngươi cho rằng đây là lời an ủi sao đinh thụ trừng mắt ngươi nói như vậy thì chính là như vậy thế nào lúc nào đi lấy nguyên đạo thạch đinh thụ hỏi lang hàn nghĩ nghĩ nói buổi tối hôm nay ân đinh thụ nhìn hắn vội vã như vậy ngươi còn muốn bị đánh một lần sao lang hàn cười nói không nghĩ tăng tu vi lên sao ha ha người phải nhanh hơn ta đấy đinh thụ lo lắng nói mục tiêu kế tiếp của hàn đế chính là ngươi Người ở bên ngoài có danh xưng sát thủ đế tử, sau khi hàn đế đấu với ngươi sẽ hạ tử thủ. Hàn đế còn cao hơn lăng hàn hai tiểu cảnh giới, nếu vừa xông vào đã dùng đại chiêu, có khả năng sẽ giết lăng hàn tại trận. Đương nhiên, trước khi giao thủ với nhau, lăng hàn cũng không thể xác định chiến lực hàn đế mạnh tới mức nào. Lăng hàn cũng không có phản bác, chỉ nói, có làm hay không, làm, đinh thụ gật đầu, hắn rất tức giận, vậy thương thế của ngươi thế nào? Lăng hàn hỏi, không có vấn đề, đinh thụ không để ý tới lăng hàn dứt khoát không rời đi chờ buổi tối hai người xuất phát tự nhiên là lăng hàn dẫn đường a à, khi bọn họ đi vào hắc ám xa trường đinh thụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi sẽ không thừa dịp ta bị thương nghĩ ức hiếp ta vào lúc này chứ ta là loại người này sao lăng hàn khinh thường hình như vậy đinh thụ không khách khí gật đầu ngay ở chỗ này lăng hàn nói a à, đinh thụ lại giật mình lăng hàn lấy ra da hư không thú bao phủ đinh thụ vào trong hai người lại lặng lẽ đi vào trong hắc ám xa trường. Sách, đúng là đồ tốt, đinh thụ đỏ mắt, dùng tay vuốt ve ra thú, cho ta mượn dùng mấy ngày. Cốt, đinh thụ là bá chủ nguyên thế giới, nhưng sau khi đi vào đại thế giới này, huy hoàng trong quá khứ sẽ tan thành mây khói, bất kỳ bí bảo nào đặt trong đại thế giới cũng không đáng một đồng tiền, sau khi bọn họ xuất thủ đều gặp vấn đề giống nhau. Cho nên, Lăng Hàn đạt được mẫu kim, gia hư không thú, kèn lệnh đại đế, tin tưởng đinh thụ khẳng định không có, nhưng hắn lại đạt được đế kinh, đây là phúc duyên lang hàn không có. hai người lặng lẽ đi tới khu vực cấm chế, nơi này không có một ai, hiển nhiên có tôn giả bố trí cấm chế, còn cần cảnh vệ sao? vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa sẽ làm người ta chú ý. a, à, không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. đinh thụ không nghĩ tới bên trong hắc ám xa trường lại có khu vực như thế, trước đó hắn căn bản không có nghĩ đến, tự nhiên không đi khắp nơi tìm kiếm sau khi được Lăng Hàn dẫn dắt mới sinh ra hoài nghi và tìm kiếm nơi này. Bây giờ xem ngươi rồi, Lăng Hàn nói, nơi này thật đáng giá hoài nghi. Đinh Thụ gật đầu, hắn cầm một lá bùa màu xanh xám, vẻ mặt của hắn đầy đau lòng. Nếu trong đó không có nguyên đạo thạch, cẩn thận ta liều mạng với ngươi. Ha ha, ít nói lời vô ích, Đinh Thụ phất tay, xèo, lá bùa bay ra ngoài, oanh, cấm chế như băng tuyết gặp nước sôi, nó biến mất sạch sẽ. Đây chính là phá cấm phủ do đại đế luyện chế, ta phí hết tâm huyết mới lấy được, chỉ có một tấm như thế. Đinh Thụ như sắp khóc, đi, Lăng Hàn đi vào bên trong, chờ sau khi Đinh Thụ cũng tiến vào, hắn lại bố chế cấm chế lần nữa, tự nhiên không bằng cấp độ tôn giả nhưng tăng thêm ngụy trang cũng có vài phần khí tức tôn giả, đương nhiên là hổ giấy đụng vào sẽ tan vỡ. Phá cấm phù của đại đế quá trâu bò, mặc dù anh phá cấm chế nhưng không làm kinh động tới tôn giả. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ nhìn nhau, bọn họ đi vào sâu trong thông đạo. Thông đạo hướng xuống, sau khi đi một lúc lâu lại cảm thấy âm trầm, có một loại khí tức kinh khủng, ngay cả tâm tính như Lăng Hàn cùng Đinh Thụ cũng lo sợ. Còn tốt, phía trước nhanh chóng sáng lên, phát đạt, hai mắt Đinh Thụ tỏa sáng, đây là bảo khố to lớn đổ đầy nguyên đạo thạch. Ha ha, Đinh Thụ lập tức bắt đầu thu hồi nguyên đạo thạch, bên trái thuộc về ngươi, bên phải thuộc về ta. Lăng Hàn cũng không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy, mặc dù hắn suy đoán nguyên đạo thạch có thể sinh ra dưới hắc ám sa trường nhưng nhìn thấy nhiều nguyên đạo thạch như vậy, trái tim của hắn cũng đập mạnh hơn trước. được, hai người cũng bắt đầu thu hồi nguyên đạo thạch. bọn họ mang theo pháp khí không gian, cho dù nhiều hơn nữa cũng chứa nổi. rất nhanh, cái kho lớn như thế bị bọn họ thu sạch. a, à, nơi này còn có một khối, người lấy sót. đinh thụ chỉ vào một cái góc nói, lang hàn kinh ngạc, hắn có thể khẳng định, khi hắn càn quét đã không bỏ sót. điểm ấy hắn có thể thề với đồ lót sắt của đại hắc cầu. Nhưng nơi này thật sự có một khối nguyên đạo thạch, nó nằm lẻ loi rất dễ thấy. Lăng Hàn đưa tay thu khối nguyên đạo thạch này vào, "Đi, Đinh Thụ muốn rời đi, đây là nội tình của năm tôn giả, lưu lại nơi này quá nguy hiểm." "Chờ một chút." Lăng Hàn khoát tay áo, hắn nhìn nhìn chằm chằm phía trước. "Uy, ngươi muốn bị bắt tại trận sao?" Đinh Thụ thúc giục, "Chờ một chút, ta bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng." Lăng Hàn cười nói, "Được rồi." Đinh Thụ lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn có thể trở thành bá chủ nguyên thế giới đều là đồ đần sao. Hai người giống như đồ đần nhìn chằm chằm vào phía trước, qua hơn 2 giờ, chỉ thấy một khối nguyên đạo thạch trống rỗng xuất hiện. chương 4736, thu hoạch cực lớn. Ngoá, đinh thụ lập tức kêu lớn, lăng hàn cũng giật mình, trước đó hắn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn đã quét sạch, làm sao có thể có cá lọt lưới. Cho nên, hắn mới quyết định lại quan sát một chút. Lần này hiểu rồi, nguyên đạo thạch sinh ra như thế đinh thụ vỗ đùi đúng vậy nguyên đạo thạch được sản xuất ra rốt cuộc là vì sao đây là dấu hỏi lớn thứ này không phải gà mái đẻ trứng một khối nguyên đạo thạch tự động sinh ra rất quỷ dị lam hàn ung dung nói đúng thế đinh thụ gật đầu đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu nhiều đi thôi hiện tại chúng ta nên chạy càng xa càng tốt hai người rời đi cũng không quay lại khách sạn trực tiếp ra khỏi thành có lẽ năm đại tôn giả gần đây không có đi hắc ám xa trường xem xét nhưng chỉ cần đi xem một lần sẽ phát hiện lượng lớn nguyên đạo thạch mất trộm mặc dù nguyên đạo thạch tự động sinh ra nhưng muốn đạt tới số lượng lăng hàn cùng đinh thụ đánh cắp không mất thời gian vài trăm năm là không tạo ra lại nói tử vong thành mỗi ngày tiêu hao nguyên đạo thạch rất lớn cho nên muốn để giành được lượng lớn như thế cũng cần thời gian mấy ngàn năm sau khi ra khỏi thành lăng hàn liền cùng đinh thụ mỗi người đi một ngả lăng hàn đi tới dòng sông âm trầm hắn dự định đi trong rừng bế quan Luyện hóa lượng lớn nguyên đạo thạch, mau chóng tăng tu vi. Dứt khoát ở chỗ này chờ đủ 10 năm, sau đó chờ Cửu Sơn Thánh nhân phá vỡ lỗ đen dẫn hắn rời đi. Một đường rời đi, hắn không ngừng suy nghĩ, vì cái gì địa phương sản xuất nguyên đạo thạch lại nằm dưới hắc ám sa trường? Là dùng hắc ám sa trường để che giấu nơi này, nhưng cần sao? Năm đại tôn giả liên thủ, còn cần lo lắng như thế? Thế lực bên ngoài không thể vươn tay tới đây, còn nữa, nơi này tồn tại thời gian dài tới hàng tỷ năm. Nói cách khác, Hắc Ám Sa Trường đã sớm ở đó, là năm tôn giả nhặt tiện nghi của tiền nhân. Hắc Ám Sa Trường là địa phương chiến đấu, nó có quan hệ gì với Nguyên Đạo Thạch? Lăng Hàn nghĩ thật nhức đầu, thế giới này có thật nhiều nơi không thể dùng lý lẽ giải thích, như biển máu chôn vùi xuống vô số thánh nhân, đó tuyệt đối là một lần đại thanh tẩy nhưng trong lịch sử không có ghi chép lại. Tất cả đều bởi vì thực lực của ta quá yếu, cho nên chỉ có thể hiếu kỳ lại không cách nào đạt được đáp án. Lăng Hàn bỏ qua suy nghĩ hiện tại, Nơi này vốn rất quỷ dị, thánh nhân mang theo đế binh tiến vào cũng chết, hắn là một chân ngã cảnh nho nhỏ, hắn nghĩ đi tìm chân tướng làm gì. Mấy ngày sau, Lăng Hàn lại xuất hiện trong rừng rậm lần nữa, sau đó tìm một gian thạch ốc ở lại. Hắn có quỷ ảnh bộ, còn có gia hư không thú, cho dù năm đại tôn giả phát hiện nguyên đạo thạch bị trộm đuổi theo, khả năng tìm ra hắn gần như bằng không. Không biết đinh thụ bên kia thế nào, nhưng gia hỏa này dám đi một ngã với Lăng Hàn, trong tay hắn có bí bảo bảo vệ hắn không bị phát hiện. Hơn nữa nơi này quá quỷ dị, người cảnh giới càng cao thì càng nguy hiểm, năm đại tôn giả thật muốn đuổi tới, có lẽ sẽ gặp phải đại kiếp, từ đó bọn họ sẽ suy nghĩ lại. Lăng Hàn lấy ra nguyên đạo thạch, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn lấy ra hư không thú bao phủ thân thể, bởi vì nơi này mỗi ngày đều có người tiến vào, cũng có ai truyền tin tức của hắn về tử vong thành là được. Từng khối nguyên đạo thạch bị tiêu hao, tu vi Lăng Hàn gia tăng cực nhanh. Hơn một tháng sau, chân ngã thứ hai biến thành tam thải thai. Tiếp tục, một năm qua đi, Lăng Hàn thuận lợi đạt tới đệ ngũ hình đỉnh phong, hắn bắt đầu lắng động mài cảnh giới, tất cả vì chuẩn bị xung kích đệ lục hình. Hắn bỏ qua thời gian hai tháng, lúc này mới vững chắc cảnh giới tới mức hoàn mỹ, sau đó bắt đầu xung kích đệ lục hình. Không có biện pháp, đệ ngũ hình chính là đánh vỡ cực hạn, muốn đột phá cảnh giới trên cực hạn, việc này trở nên rất khó khăn. Hơn nữa bởi vì Lăng Hàn đang ở trong rừng rậm, muốn chiến đấu thì ra ngoài là được, có lượng lớn quái điểu ba đầu, thụ yêu, còn có sinh linh trong hắc ám, nơi này càng tốt hơn hắc ám xa trường, hắn có thể chiến đấu rất thoải mái. Đệ ngũ hình là tam thải thai, như vậy đệ lục hình là cái gì? Lam Hàn vừa nói thầm vừa đột phá, bởi vì tích lũy đã đủ, tiếp theo mọi việc thuận lý thành trương, hủy diệt chân ngã làm tiên phong tiến hóa lần thứ sáu. Ba ngày sau đó, hắn hoàn thành đột phá, đệ lục hình là ngũ thải thai, tiến cảnh của hắn rất nhanh, vượt qua bất cứ đế tử gì. Nhưng cái giá phải trả rất lớn. Lăng Hàn cảm thán, tính mạng của hắn tiêu hao kinh người, tính ra một lần có lẽ đã giảm 600 năm thọ nguyên. May mắn không phải quá bất hợp lý, bằng không chờ ta đột phá tới Hóa Linh, thọ nguyên của ta đã khô héo hết. Sau khi ra ngoài, ta cần phải tìm cách bồi dưỡng sinh mệnh tinh khí, mặc dù thọ nguyên bù không trở lại nhưng cũng không thể đả thương căn cơ, bằng không sẽ lưu lại tai họa ngầm. Lăng Hàn cảm thán một lần, hắn bắt đầu luyện Hóa Nguyên Đạo Thạch. Lại một năm qua đi, hắn đạt đến đệ lục hình đỉnh phong. Hắn lắng động trong 3 tháng, sau đó hắn bắt đầu xung kích đệ thất hình. Đối với Lăng Hàn mà nói, việc này không tính là gian nan, nhưng thời gian lại dài một chút, sau khi trôi qua 5 ngày, hắn mới thành công đột phá. Thất thải thai, lại sống ít đi 200 năm, Lăng Hàn thở dài, hắn không do dự tiếp tục chuyển hóa nguyên đạo thạch. Lại nửa năm sau, hắn phát hiện có người tới gần, hơn nữa còn lục soát khắp nơi. Hắn biết rõ sự việc đã bại lộ, năm đại tôn giả đã phát hiện kho nguyên đạo thạch bị mất trộm vì cái gì lâu như thế có lẽ bọn họ đã dùng xong một bộ phận nguyên đạo thạch mấy ngày trước mới đi tới hắc ám xa trường lấy thêm trước đó bọn họ đã thương lượng xong ba năm sau sẽ rời khỏi ám vân địa ngục muốn đi bên ngoài liều hy vọng thành đế cho nên bọn họ lúc này vừa mới đi hắc ám xa trường dự định lấy nguyên đạo thạch sẽ rời khỏi nơi đây nhưng bọn họ mở ra phong ấn thì ý thức có không ổn đây không phải cấm chế do bọn họ bố trí không ổn quả nhiên sau khi đi vào nhìn đã thấy nơi này chưa trống rỗng nhưng cũng chỉ còn lại mấy ngàn khối nguyên đạo thạch, ít đến thương cảm. Bị trộm, thế là năm đại tôn giả giận dữ, bắt đầu tìm kiếm toàn thành, cũng phái nhân thủ ra khỏi thành, mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên cứ tìm rồi nói sau. Lăng Hàn không có phát ra động tĩnh gì, hắn yên tĩnh tu luyện, hiện tại trọng điểm là tăng tu vi. Trong tử vong thành, năm đại tôn giả bộc phát lửa giận mút trời, một phương diện đang tìm tung tích kẻ trộm, một phương diện bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, cho rằng có khả năng là người trong bọn họ trộm bằng không thì ai có thể phá giải cấm chế của bọn họ. Năm đại tôn giả vốn có mâu thuẫn với nhau, chuyện quá khứ trở nên gay gắt và hiện tại càng gay gắt, toàn bộ tử vong thành có mưa gió nổi lên, lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi đại chiến. Trong hắc ám xa trường, Hàn Đế cũng thu được ngàn tràng thắng liên tiếp, cũng đánh tan ghi chép của Lăng Hàn. Hắn không ngừng buông lời, nói Lăng Hàn là kẻ hèn nhát, bởi vì Lăng Hàn vẫn không hiện thân, cho nên đám người ủng hộ hắn rất thất vọng, cái gì nhất quyền vương giả, cơ bản chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. chương 4737, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên Lăng Hàn không biết tất cả việc này, hắn không ngừng tu luyện, tu luyện, lại tu luyện. Mỗi ngày, hắn không phải luyện hóa nguyên đạo thạch thì đi vào trong rừng rậm đại chiến yêu thú, yêu thụ, hắn tăng tu vi nhưng không quên thích ứng với lực lượng bản thân, cho dù làm thế rất nguy hiểm. Hắn tiến cảnh kinh người, nhanh đến mức có chút khó tin, cho dù là kẻ nào cũng phải giật mình nhưng cái giá phải trả cũng không ít, Lăng Hàn bỏ ra sinh mệnh tinh khí, giảm bớt thọ nguyên là thật sự, cho dù hắn có đại dược kéo dài tính mạng nhưng thọ nguyên ít đi cũng ít, khó có khả năng bù đắp trở lại. Lại một năm qua đi, Lăng Hàn đã tu tới đệ thất hình đỉnh phong. Lần này, hắn lắng động lâu tới nửa năm, đệ bát hình, cho dù là đế tử, đây cũng là khoảng cách khó vượt qua, nghe nói chỉ có thế hệ hoàng kim đạt đến độ cao này, trong thế hệ bạch ngân bước vào hóa linh cảnh, có thể làm được chỉ lác đác không có mấy, hơn nữa đều đạt được đại cơ duyên mới thành công. bởi vậy có thể thấy được muốn đột phá chân ngã để bắt hình khó khăn cỡ nào. cho nên lang hàn mới lắng động nửa năm lâu như thế. không sai biệt lắm. lang hàn bắt đầu xung kích để bắt hình. trong thức hải sinh ra sóng to gió lớn, hủy diệt chân ngã tỏa ra hào quang bảy màu, giống như đã có được sinh mạng, chủ động bắt lấy thiên địa đạo tắc cố hóa tự thân. nhưng thiên địa đạo tắc vừa mới bám vào chân ngã đã bị hào quang bảy màu đánh rơi. một lần lại một lần tất cả đều giống nhau xem ra biện pháp trước kia không thể thực hiện được lang hàn đi áp chế hủy diệt chân ngã hắn tận lực làm nó bình tĩnh trở lại sau đó hắn lại dẫn động đạo tắc giúp hủy diệt chân ngã tiến hóa khó khăn trùng điệp tiến bộ chậm chạp nhưng đúng là có tiến bộ lang hàn vui mừng xem ra chuyện này có thể hoàn thành đến tiếp tục trong thức hải tám cái chân ngã đều hỗ trợ lẫn nhau hủy diệt chân ngã đang thu lấy đạo tắc một hai ngày ba ngày tiến cảnh thật chậm thẳng đến ngày thứ 9, hủy diệt chân ngã mới ảm đạm lại và bị đạo tắc bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó nó lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hủy diệt chân ngã sinh ra hào quang rất đẹp. Không phải bảy màu, mà là tám màu. Lăng Hàn cười ha ha, thành, hủy diệt chân ngã đã bước ra một bước mấu chốt, trở thành đệ bắt hình. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, lực lượng thiên địa vô tận rót vào, hiện tại là thời cơ tăng tu vi tốt nhất, chính là thiên địa ban cho, tuyệt đối không có di chứng. Sau gần nửa ngày, Lăng Hàn đã ngừng lại, chân ngã để bắt hình, hắn hiện tại có thể đối chiến với Hóa Linh cảnh hay không? Lăng Hàn thử lực lượng của mình một chút, hai lực lượng đạt tới thất thập ngũ trọng thiên, lực bộc phát có thể đạt tới bát thập ngũ trọng thiên, đây là chiến lực kinh khủng cỡ nào? Trước mặt lực lượng như thế, đế thuật có thể bỏ qua không tính. Nhưng có thể ngang hàng với Hóa Linh cảnh hay không, hắn phải đánh mới biết được. Ai, tu luyện cường đại như vậy nhưng không có đối thủ thử thân thủ, thật sự chẳng khác gì mặc áo gấm đi đêm quá lãng phí. Dứt khoát tu hành tới đệ cửu hình, truyền thuyết, đệ cửu hình chỉ tồn tại trong lý thiên, thiên địa cực hạn là chín, cho nên có thể đạt tới, nhưng từ tu liệu đã biết lại không có ai thành công. Đương nhiên, có khả năng các đời tổ vương khiêm tốn, đạt đến nhưng không nói ra, căn bản không quan tâm loại thanh danh này. Đế là tồn tại cao cao tại thượng, cần những vinh quang này sao? Lăng Hàn vẫn tu luyện, chiến đấu, chiến đấu, tu luyện. Người lục soát dần dần ít đi, thời điểm Lăng Hàn tu hành tới đệ bát hình đỉnh phong thì không có ai tìm hắn. Xem ra, năm đại tôn giả cũng đã tuyệt vọng, biết rõ không tìm thấy người. Nhưng muốn nói bọn họ từ bỏ, đó là việc không có khả năng, có lẽ đang chờ người chui đầu vào lưới. Lăng Hàn vô hỉ vô bi, hắn đang củng cố cảnh giới, hắn tu hành mỗi chân ngã đến trạng thái hoàn mỹ. Hắn lại tốn thời gian một năm, Lăng Hàn không có gấp, tiến bộ nhanh chóng của hắn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, hơn nữa có cái gọi là hậu tích mà bạc phát, hiện tại lắng động càng lâu, tới lúc trùng kích sẽ càng dễ dàng. Hiện tại, hỏa hầu không sai biệt lắm, cuối cùng cũng có thể. Lăng Hàn theo thường lệ áp chế hủy diệt chân ngã, lại cho tám chân ngã dẫn động thiên địa đạo tắc, lấy thúc đẩy hủy diệt chân ngã lột xác lần thứ 9. Nhưng lần này hắn ép không được, lực bài xích quá mạnh, cho dù áp chế một nửa nhưng hủy diệt chân ngã vẫn bộc phát. Làm sao bây giờ, Lăng Hàn nghĩ đến vị diện lực trong người, đây là tuyệt chiêu giúp hắn đột phá cực hạn, sử dụng vị diện lực giúp hủy diệt chân ngã hoàn thành tiến hóa lần thứ 9 cũng không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất còn có đệ thập hình thì sao? Hắn đã từng đọc trong sách cổ, sách cổ cũng thôi diễn trên đệ cửu hình, còn có đệ thập hình, phá cực hạn là 9 lần mới có thể đột phá cực hạn chân chính. Nhưng vấn đề là, đệ cửu hình chỉ tồn tại trong lý thuyết, đệ thập hình như hoa trong gương, trăng trong nước. Lăng Hàn cũng không dám tùy tiện từ bỏ, vạn nhất có đệ thập hình, hắn dùng hết hát chủ bài trong đệ thập hình, hắn làm sao đột phá đệ thập hình dùng đế binh đi thử một chút. lang Hàn Linh cơ khẽ động, hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính nhưng chỗ tốt cũng ở điểm này, không cần lo lắng lực bộc phát lượng mất khống chế mà giết hắn. Đi thử một chút, ông, trong thức hải, hỗn độn cực lôi tháp chấn động nhẹ, hỗn độn khí bao phủ hủy diệt chân ngã, mẫu kim bộc phát huy lực chân áp chân ngã. Lang Hàn nhân cơ hội bắt lấy thiên địa đạo tắc, thúc đẩy hủy diệt chân ngã tiến hóa lần thứ 9. Ngày kế tiếp, lang Hàn phát hiện không có tiến triển gì, đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ, không có chút dao động nào. Hai ngày, năm ngày, mười ngày, vẫn là không có chút tiến bộ nào, nhưng Lăng Hàn không đụng tường không quay đầu lại, hắn vẫn không có ý dừng lại, giống như có ý muốn đụng nát bức tường. Thời gian một tháng trôi qua, hào quang của hủy diệt chân ngã càng ngày càng tối. Có tiến bộ, Lăng Hàn thật muốn cất tiếng cười to, hắn từng có suy nghĩ từ bỏ nhưng lại bị hắn sử dụng nghị lực cường đại ép xuống. Đây là con đường hắn đi, như vậy hắn thà rằng chờ tới hết kỳ hạn 10 năm cũng không nguyện ý từ bỏ giữa đường. Còn tốt, chỉ một tháng là hắn đã thành công, nhưng mà, lúc này chỉ là khởi đầu mới. Lang Hàn tiếp tục, dòng giã một năm qua đi, rốt cuộc hắn mới có thể đại công cáo thành. Hủy diệt chân ngã tỏa ra ánh sáng chín màu. Ha ha ha, hắn vươn người đứng dậy, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Bản thân kiên trì thắng lợi, hắn cảm giác thành công như vậy mới có ý nghĩa. mươi 4738, đến chậm một bước chân ngã để cửu hình, lang Hàn hết sức hài lòng, lần này đi ám vân địa ngục đã viên mãn nếu tu luyện ở bên ngoài, cho dù có đan dược trợ giúp, không có thời gian hơn một ngàn năm thì hắn đứng mơ đạt tới độ cao như vậy. Hơn nữa, để cửu hình, thế hệ hoàng kim cũng chỉ có thể nhìn lên. Đương nhiên, có lẽ có thế hệ hoàng kim mười phần khiêm tốn, đã đột phá để cửu hình nhưng giữ kín không nói ra, tránh cho hắn bị nhầm vào, xung kích đế lộ không chỉ cần tâm trí và thiên phú, trí thông minh cũng rất trọng yếu. Hiện tại, Lăng Hàn không cần đi quản việc này, hắn muốn vui sướng một hồi. Ngược lại đã khổ tu nhiều năm, cũng không kém vài năm còn lại. Lăng Hàn tiếp tục luyện hóa nguyên đạo thạch, xông lên đệ cửu hình đỉnh phong rồi nói sau. Hắn lại tu luyện, thời gian một năm trôi qua thật nhanh. Sau khi tiêu hao lượng lớn nguyên đạo thạch, hắn đã xông lên đệ cửu hình đỉnh phong. T. Không nghĩ tới tiêu hao nguyên đạo thạch nhiều như thế, hiện tại chỉ còn lại một nửa. Lăng Hàn cảm thán một lần, tính toán thời gian, hắn đã ở nơi này suốt 9 năm. Đột phá đại cảnh giới cần phải tiến hành ở bên ngoài, bên ngoài có đạo tắc hoàn thiện, có thể xây dựng đạo cơ hoàn mỹ. Hắn lẩm bẩm nói, hơn nữa, ta cảm giác ta đụng phải cực hạn, nếu như còn muốn xung kích đệ thập hình, tuyệt đối không phải bế quan thời gian thật lâu có thể hoàn thành. Còn có thời gian một năm, làm sao đây? Đi tử vong thành, lăng hàn suy nghĩ, trước đó hàn đế vào thành, ỉ vào tu vi cao khiêu khích hắn, hắn cần giáo huấn loại người này không? đương nhiên hắn không thể nghênh ngang đi vào, biến mất 8 năm, sau đó đột nhiên xuất hiện, tu vi tăng nhiều, chẳng phải nói với năm tôn giả là hắn trộm nguyên đạo thạch sao. Không sao, hắn thay đổi tướng mạo là đủ, có diễn hồn thuật, cho dù là tôn giả cũng rất khó phát hiện hắn ngụy trang. Tốt, lại đi tử vong thành xem tình huống, lang hàn tâm niệm vừa động, hình dáng tướng mạo thay đổi, hắn nhanh chân rời khỏi rừng rậm, đi ngược sống lớn và đi tới tử vong thành. Lại trở về, lang hàn mỉm cười, hắn đi vào cửa thành. Sau khi đăng ký tư liệu và tiến vào thành, sau đó hắn đi tới hắc ám sa trường báo danh. Hắn còn cố ý hiểu rõ một chút tình huống, Hàn Đế đã sớm trở thành chiến thần bất bại trong chân ngã cảnh, nhưng không biết tại sao, hắn từ đầu tới cuối không có đột phá hóa linh cảnh. Lăng Hàn suy đoán, Hàn Đế muốn xung kích để bắt hình, không đạt thành cái mục tiêu này, hắn không dễ dàng đột phá hóa linh. Dù sao với hắn mà nói, đột phá hóa linh dễ dàng, nhưng không đạt đệ bắt hình, hắn làm gì có tư cách tranh đoạt đế vị với thế hệ hoàng kim. Mà 8 năm trôi qua, nơi này cũng không biết có bao nhiêu người tiến vào, chỉ ít có một nửa đã chết đi, mà những người còn lại, phần lớn sống không quá tốt, chỉ có số ít người rất thoải mái, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phó đạo chính là hình kim tự tháp, người có thể áp đảo mọi người chỉ là số ít. Lăng Hàn không có thăm dò tin tức của Đinh Thụ, không biết gia hỏa này chạy tới chỗ nào, có lẽ còn đang khổ tu, dù sao Đinh Thụ có cảnh giới thấp hơn Lăng Hàn, cho nên hắn muốn đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong sẽ dùng thời gian lâu hơn hắn. Đối với đình thủ có thể đạt tới đề cửu hình hay không, đương nhiên Lăng Hàn rất tin tưởng, nếu bá chủ nguyên thế giới không làm được điểm này, như vậy. Ha ha, năm đại tôn giả không có vạch mặt đánh nhau, nhưng bọn họ không ngừng ma sát, thủ hạ ba ngày đánh nhau hai lần. Lăng Hàn sẽ không để ý, hắn tìm khách sạn ở lại, chờ đợi hắc ám xa trường thông chi. Một ngày sau, hắn nhận được thông báo chiến đấu, tranh tài vào xế chiều hôm đó, Lăng Hàn xuất chiến, đối thủ là chân ngã đệ tứ hình, ở trước mặt hắn tự nhiên không đáng chú ý bị hắn dùng một quyền đánh bại nhưng lăng hàn cũng không có hạ sát thủ hắn chỉ dùng một tia lực lượng hắn dùng dáng vẻ cao ngạo nói hàn đế ở đâu có dám đánh một trận đương nhiên hàn đế không có khả năng hiện thân lăng hàn chỉ muốn truyền bá việc này nếu hàn đế chủ động ứng chiến thì tốt nhưng mà hàn đế đã tạo ra danh tiếng vô địch trong hắc ám xa trường lăng hàn khiêu khích cũng bị hắn xem thường căn bản khinh thường chú ý lăng hàn cũng không thèm để ý chỉ cần hắn chiến thắng tăng nhiều hắn sớm muộn gì cũng đấu với hàn đế một trận hắn không ngừng tham chiến thắng liên tiếp mở rộng thật nhanh 10 thắng trăm thắng càng ngày càng mạnh mặc dù hắn thắng liên tiếp cũng không thể so sánh với hàn đế hắn chỉ có số toàn thắng đứng thứ hai trong hắc ám sa trường rất nhiều người hưng phấn hy vọng lăng hàn đánh với hàn đế một trận nhìn xem lăng hàn có thể dung chuyển thành tích bất bại của hàn đế hay không hắc ám sa trường nhanh chóng đáp lại phân biệt thông chi cho lăng hàn cùng hàn đế an bài thời gian bọn họ đánh một trận vào hai ngày sau lăng hàn nhìn thông chi trong tay tám năm trước là hàn đế muốn khiêu chiến hắn hiện tại ngược lại trận chiến này vẫn diễn ra hai ngày đi qua lăng hàn đi tới hắc ám sa trường hắn cuối cùng đã gặp được hàn đế hắn là người nổi bật trong thế hệ bạch ngân người này lớn lên vô cùng anh tuấn dáng người thon gầy sợi tóc đen tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà sau lưng hắn có hư ảnh cá lớn giống như đang hít thở mỗi khi cá lớn hô hấp năng lượng thiên địa bốn phía đều bị hấp thu cảnh tượng hết sức kinh người hắn bị các nhị thế tổ đỉnh cấp như di thanh điệp tổ hóa an vây quanh xem ra thân phận đế tử cho hắn không ít điểm ngay cả đám người tổ hóa an cũng vây quanh hắn cũng phải chỉ cần là người muốn rời khỏi ám vân địa ngục có ai dễ bám vào như đế tộc hay không hàn đế cũng không quá canh kiệu hắn trò chuyện vui vẻ với đám người tổ hóa an dù sao đây là địa bàn của người ta người đế tộc không thể tiến vào Hắn ứng phó dễ dàng, dù sao hắn thấy mình đã đạt đến chân ngã cảnh đỉnh cao, trừ phi là tư chất như thế hệ hoàng kim mới có thể vượt qua hắn, nhưng bây giờ còn có thế hệ hoàng kim chân ngã cảnh sao? Tu vi thấp nhất đều là hóa linh thất biến, đối thủ này nha, ha ha, mặc dù thu được chiến thắng liên tiếp, nhưng ở trước mặt hắn lại không đáng chú ý. Lại chờ một hồi, chiến đấu đã bắt đầu, Song Phương bước vào trong sân, Hắc Ám xa trường rất xem trọng trận đấu này, cũng thanh lý khu vực chiến đấu. Lăng Hàn cùng Hàn Đế có thể buông tay buông chân chiến đấu với nhau. Thời điểm Hàn Đế ra trận, đám người toàn trường hoan hô như thủy triều. Đã thật lâu không nhìn thấy Hàn Đế ra tay, những người đụng phải Hàn Đế trước đó, tất cả đều lập tức nhận thua, mà Lăng Hàn đã dám chủ động khiêu khích, tin tưởng hắn sẽ không sợ. Hàn Đế chắp tay sau lưng, hắn bước đi thong thả tiến vào xa trường, dáng vẻ tùy ý không gì sánh bằng. Với hắn mà nói, đây chỉ chỉ là việc đi ngang qua sân khấu mà thôi chương 4739, nhìn thấu, hàn đế, nhìn trên đài, tiếng hoan hô vang trời, ha ha, người ăn gan thánh nhân sao, lại dám khiêu chiến hàn đế. Di thanh điệp xùy một tiếng, nàng nhiệt liệt theo đuổi hàn đế, chỉ tiếc, hàn đế không cho nàng chút mặt mũi nào. Không biết trời cao đất rộng, vạn ngọc long cười nói, hắn là hậu nhân của cửu cung tôn giả, một trong nhị thế tổ đỉnh cấp. Các ngươi nói hàn đế dùng mấy chiêu giải quyết hắn, xa thiên lỗi nói. Hắn là hậu đại của băng tàm tôn giả, nhiều nhất ba chiêu, vạn ngọc long nói, ha ha, ta nới lỏng một chút, mười chiêu. Công dương bác nói, hắn là tiểu đồ đệ của Phạm Hải Bồ Tát. Một chiêu, Di Thanh Điệp rất tin tưởng vào hàn đế. Tiểu lang gia, người thấy thế nào? Vạn Ngọc Long nhìn về phía tổ ngọa an. Tổ ngọa an xuất thần, hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn. Hắn luôn có một loại cảm giác không hiểu, hình như mình e ngại người này. Sao lại có thể như thế? Hắn không gặp qua người này bao giờ. Hơn nữa, nhưng là hậu nhân của huyết nha tôn giả, cách đây không lâu đã đột phá hóa linh cảnh, một cái tay có thể nghiền ép phó giả chân ngã, không quan tâm người có bao nhiêu yêu nghiệt. Cho nên, loại cảm giác này rất cổ quái. Tiểu lang ra, vạn ngọc long đề cao âm lượng, tổ ngóa an lúc này khôi phục tinh thần, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng đoán mười chiêu đi, hừ, các người có lòng tin với tên kia như thế. Di Thanh Điệp bất mãn nói, không bằng, chúng ta tới đánh cược một trận, tốt, xa thiên lỗi nói chúng mỗi người đặt nguyên đạo thạch, người tiếp cận với đáp án nhất sẽ thắng. Một lời đã định, năm nhị thế tổ nhau nhau gật đầu, đối với bọn họ mà nói, chiến đấu như thế đã sớm nhìn phát chán, cũng không có gì kích thích. Mà trong chiến trường, Hàn Đế đứng vững, hắn dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn Lăng Hàn. Nhận thua đi, hắn thản nhiên nói, Lăng Hàn mỉm cười, nếu như ta không nói gì, vậy ngươi cũng chỉ có chết, Hàn Đế cũng không vội xuất thủ. Lăng Hàn cười nói, đế tộc thì có thể hùng hổ dọa người hay sao hàn đế cười lạnh dám vung tay vung chân với đế tộc người có lá gan chó rất lớn lần này ta không giết ngươi chẳng phải người ta có thể khi dễ đế tộc hay sao ngươi thật biết chụp mũ lang hàn lắc đầu ít nói xàm tới đi hắn ngoác ngoác ngón tay khiêu khích hàn đế lời này làm mọi người xúc động cả đám lớn tiếng hò hét hàn đế xử lý hắn giết tiểu tử này nhưng mà những người kia chỉ cổ vũ cho hàn đế, từng người gào lên đầy điên cuồng. Hàn đế đứng bất động, hắn là đế tử, người bên ngoài cảm xúc thế nào thì có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn hay sao? Nhưng mà, lang hàn bất kính đã chọc giận hắn, đế tộc cao cao tại thượng, là bá chủ thiên hạ, có thể nhìn người khác khiêu khích mình hay sao? Muốn chết, hàn đế nhấn một ngón tay về phía lăng hàn. Oanh, năng lượng kinh khủng hóa thành một thanh kiếm đâm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ tụ tập lực lượng lục thập trọng thiên, hắn xuất trưởng phản kích hàn đế bành một kích này đánh nát thanh kiếm bàn tay kia không biến mất và tiếp tục tấn công hàn đế cái gì tất cả mọi người giật mình hoàn toàn không dám tin vào mắt mình cho dù hàn đế không dùng toàn lực công kích nhưng với thực lực của hắn chỉ một cái phất tay cũng có thể lật úp cả dòng sông t đối thủ này rất mạnh hoàng thiên hoàng thiên lập tức có không ít người gọi tên giả của lăng hàn hàn đế đã xương hùng thời gian quá dài mọi người khát vọng nhìn thấy có người xuất hiện đánh hắn ngã xuống ngựa. Không cần ôm kỳ vọng với hắn, đúng đấy, đây chính là hàn đế, 8 năm bất bại, trước đó không ai làm được. Nghe nói, hắn được người bên ngoài gọi là thế hệ bạch ngân, còn mạnh hơn các đế tử bình thường không ít. Chỉ cần hắn nghiêm túc một chút, Hoàng Thiên sẽ bị hắn đánh quỳ xuống đất. Nhưng càng nhiều người lại có khuynh hướng hàn đế, cho rằng lăng hàn không có phần thắng, bây giờ nhìn thì chiếm thượng phong, nhưng thật ra là hàn đế không có đánh thật. Bang, hàn đế xuất thủ đánh nát trưởng ấn. Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi khi phát hiện thực lực của lăng hàn rất mạnh. Hắn thật sự không dùng toàn bộ thực lực, thậm chí cũng không có sử dụng tiên thuật, nhưng lực lượng nguyên thủy đã tiếp cận lục thập trọng thiên, từ đó đủ nghiền ép bất cứ chân ngã cảnh nào. Đối thủ này là ai? Nhân tài đế tộc mới xuất hiện. Đúng vậy, đế tử đời thứ ba không sánh bằng thế hệ bạch ngân, nhưng giàu gì cũng là đế tử, đã có yêu nghiệt tu luyện tới đệ thất hình, chiến lực cũng tăng lên lục thập trọng thiên ngươi là đế tử nhà ai hàn đế hỏi vẻ mặt hắn rất chắc chắn trừ đế tộc còn có thế lực nào có thể bồi dưỡng thiên tài khủng bố như thế lang hàn mỉm cười ta là đế tử vô địch đế tộc ngoại hiệu diệt đế hàn đế tức giận nói diệt đế không phải cố ý nhắm vào hắn sao hơn nữa thế gian làm gì có tổ vương dùng danh hiệu là vô địch tự nhiên cũng không có khả năng có vô địch đế tộc gia hỏa này đang nhạo báng chính mình chờ chút đột nhiên hắn nhớ lại không phải Lăng Hàn am hiểu ngụy trang thân phận sao, nếu nói có định ý với đế tộc to lớn như thế, bản thân lại có thiên phú yêu nghiệt sánh ngang đế tử, thậm chí vượt qua đế tử, trừ Lăng Hàn còn có ai vào đây. Tốt lắm, người đã hiện thân, Hàn đế lộ ra cười lạnh, trừ đại đế tộc đều là phỏng đoán Lăng Hàn đạt được thiên lạc thánh hoàng truyền thừa, cho nên, cửu sơn thánh nhân mới có thể có đến đế kinh, bước ra thành thánh một bước. Bởi vậy, Lăng Hàn trên người tất có đế kinh, rất tốt, giết người này. Các đế tộc sẽ thiếu nhân tình của hắn, nếu hắn có thể đạt được một bộ đế kinh vậy hắn là người duy nhất trên thế gian tu hai bộ đế kinh khi đó kinh người cỡ nào kể từ đó vượt qua thế hệ hoàng kim còn có vấn đề sao có dám sinh tử chiến hắn mở miệng nói cũng không có để lộ thân phận của lăng hàn đây gọi là dụ địch lăng hàn bật cười tốt ngươi nhất định muốn chết vậy thì ta thành toàn cho ngươi nghe nói hai người muốn đánh sinh tử chiến người trên đài xôn xao lại đánh sinh tử chiến t như vậy chú định một trong hai người phải chết thật kích thích ha ha dám sinh tử chiến với hàn đế thật sự ngại mạng sống quá dài di thanh điệp lạnh lùng nói vạn ngọc long lộ ra vẻ mặt do so dự không có người nào ngu ngốc nhất là cao thủ như vậy cho nên hoàng thiên tất có cậy vào ngươi sẽ không nói hắn có thể so sánh với đế tử thậm chí thế hệ bạch ngân sao di thanh điệp oán hận nói không có biện pháp nàng đã hoàn toàn say mê hàn đế công dương bác thản nhiên nói hơn 8 năm trước, không phải cũng có một đế tử vẫn lạc nơi này sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh lại, hừ, Lâm Vân lúc trước làm sao có thể so sánh với Hàn Đế. Rất nhanh, Di Thanh Điệp liền mở miệng, Hàn Đế chính là chân ngã đệ thất hình, chẳng phải Lăng Hàn lúc trước sợ hãi trốn chiến, còn chạy ra khỏi tử vong thành.